Hello, xin chào cả nhà Hello các chị Xin chào, xin chào các chị Hôm nay em Hiền lại lên sóng với các chị Và buổi tối ngày hôm nay thì em Hiền có cả quần mới và có cả áo mới à, Đợt này thì vẫn là tắc biên, chưa về được nhiều hàng mới Nhưng mà may mắn làm sao mà em Hiền về được một tí xíu hàng Ôi, <laughs> ngày nào mà chả phải like <laughs> định thực ra là định hôm nay là không like đấy các chị ơi à trời ơi em quên mất là hôm nay là ngày mùng tám tháng 3 nhở ôi tự nhiên em quên mất trời ơi ôi em không có chiều vẫn nhớ đấy nhưng mà tôi... <laughs> nhưng mà tại vì là ngày hôm nay là em hiền có ngày hôm nay em hiền có hàng mới thế nên em hiền vẫn phải lên like cho các chị đây hello hello xin chào cả nhà xin chào các chị <laughs> có quần rocker không em hiền không có nha bác nha có quần em thì không bán quần dài nha bác ơi <laughs> hôm nay thì có quần lót mới và có áo lót mới xinh ơi là xinh hôm nay về hai siêu phẩm nâng đẩy cực kỳ đẹp luôn ờ, alo sơ so, rồi check inbox em giúp mình với inbox của mình là ngày mai sẽ có người trả lời nhá thông cảm em với là hôm nay là ngày mùng tám tháng ba em cho nhân viên về sớm hết rồi các chị ơi mình đổi áo ba ngày rồi chưa mà thấy trả lời ôi vậy hả ngày mai mình gọi vào số xử lý đơn hàng rồi em sẽ được giải quyết đơn ngay nha bác nhá tin nhắn cho em là làm gì có chuyện đến 3 ngày mới chỉ có tin nhắn từ ngày hôm qua thôi chứ à, có bị ẩn comment không <laughs> à, hay hay là có bị trôi tin nhắn không chị có thể nhắn tin lại cho em một lần nữa này hoặc là sáng ngày mai giải quyết đơn hàng nhanh nhất mình gọi vào số xử lý đơn hàng cho em hiền nhé chứ tin nhắn là ngày hôm nay là các bạn ấy đã trách đơn đến ngày của chiều ngày hôm qua rồi mà làm gì có chuyện là ba ngày đâu nhỉ À, lên quần trước hả? <laughs> Hello em thì xin chào cả nhà, xin chào các chị. Sao hôm nay nó thiếu thiếu cái đèn gì ta? Hôm nay kiểu như là mặt nó không có sáng sủa, trông nó không, đó nó không có được sáng. <laughs> mọi người đã xem được, à, mọi người đã lên đông đủ chưa? ạ? Nay em nhận được áo rồi đẹp lắm. Hôm nay em nhìn có quần nửa mông rất là xinh, có quần lót rất là đẹp, quần lót rất là mềm. Có hai mã quần lót mới và hai mẫu áo lót mới cực kỳ đẹp luôn. À, các chị muốn lên thì muốn em thì lên quần trước đúng không ạ? Em ơi, em quên mất là ngày hôm nay là ngày mùng 8 tháng 3 ấy. Thề khi mà trước khi lên live là em thì cũng không, không có suy nghĩ gì đâu Trong ngày hôm nay thì vẫn nhớ là ngày mùng 8 tháng 3 Nhưng mà buổi tối thì không có suy nghĩ gì là ngày mùng 8 tháng 3 cả <laughs> Ok chị đây Được rồi, thế thì em thì sẽ lên Em sẽ tặng các chị một con quần lót này nhá Nói chung là quần lót thì thay vì gọi là mình bán lãi Thì mình sẽ bán gọi là bán tương tác các chị trong buổi live ngày hôm nay Có hai mã quần lót mới rất là đẹp Em sẽ bỏ ra mỗi một mẫu em bỏ ra 200 quần 200 quần là được bao nhiêu người chốt ta à? 200 người quần là được um, mấy được uh, được được tầm 2 30 chị chốt gì đó. Ok chưa ạ? À, uh, mua 3 set áo mà bị rộng muốn đổi size. Chị ơi, chị Kim Trung ơi, mình muốn đổi size mình inbox và fanpage giúp em Hiền thì để nhân viên nhà em lên đơn đổi cho mình nhá ok chưa ạ rồi các chị ơi mỗi bác xem livestream thì thay vì ngày hôm nay em là em cũng là phụ nữ nha các bác có thể cho em phiền xin một nút thả tim coi như là tặng quà mùng 8 tháng 3 cho em được không ạ hoặc là ai yêu quý em lắm ấy thì có thể cho em phiền xin một lượt chia sẻ nha các bác nha <laughs> còn nếu mà yêu quý nhẹ nhẹ thôi thả tim thôi cũng được này còn yêu quý nặng nặng thì mình có thể cho em phiền xin một lượt chia sẻ nha các bác nha và ngày hôm nay thì em mình sẽ em mình sẽ chia ân các chị một vài bộ áo lót uh, coi như là tặng quà những chị nào mà chưa được chồng tặng quà hay chưa được người yêu tặng quà thì lên đây mình tặng quà nha em thì đang có hai mẫu áo lót rất là đẹp thì em thì sẽ tặng các chị mẫu áo lót hai mẫu quần lót rất là xinh em thì sẽ tặng luôn đầu like. em ơi con quần lót mới về đấy các chị ạ à. xinh lắm luôn mới về nhá dáng này là dáng nửa mông cực kỳ sexy luôn bao đẹp luôn dáng kiểu như là uh, cái mẫu này thì <laughs> cái mẫu này thì bảo là em ơi cái mẫu này về đẹp quá đáng lẽ ra phải bán cao hơn nhưng mà thôi vì là ngày hôm nay là ngày mùng tám tháng 3 các chị ạ à. em thì sẽ gọi là tri ân các chị con quần này comment thì em hiền nó sẽ là mã để em xem nào Ờ uh... Để em xem nha Comment hệ em hiền là Q6 và để lại số điện thoại quần ven Em sẽ bỏ ra 200 chiếc để em bán cho các chị với giá gọi là siêu yêu thương 175.000 cho 5 quần Đáng lẽ ra con quần này là em hiền bán 45.000 một quần Nhưng mà thôi thì ngày hôm nay em thì sẽ bán là 35.000 thôi Gọi là không thèm lãi gì luôn các bác Comment hệ em hiền là Q6 và để lại số điện thoại quần ven dáng nửa mông siêu đẹp luôn Bác nào có cân nặng khoảng dưới 60 cân là mình sẽ mặc vừa được em quần này nhá Q6 và để lại số điện thoại À, quần áo mà không bị đau ở hai bên mà không bị khó chịu trước em lấy q 62 rồi mặc hai bên bị khó chịu con q 62 con q 62 nó là gen nếu như mà mình không thích mặc kiểu như là đa số dòng gen đấy các bác ạ mình mặc thì nó sẽ kiểu như là uh, mềm hay mỏng gì nó thì nó cũng sẽ hơi vướng vướng một tí xíu thì bác nên chọn cho em những cái chất đúc chất mềm nhá đợi xíu em thì lên cho bác ạ cái này comment này em là q 6 và để lại số điện thoại một trăm bảy mươi năm quần tính ra là từ bốn mươi nghìn sale còn có ba mươi một cái thôi ngon bổ rẻ và đẹp lắm các chị ơi quần này em hiện đang có dơ em dơ bảng màu nhá có màu trắng là 1, hồng là 2, à, xanh than là 3, đen là 4, ghi là 5, kem là 6 và màu xanh rêu là 7. Thì em xin phép là không chọn màu các bác có thể nó lấy là ờ đừng lấy màu đen hay là đừng lấy màu trắng là được. Quy 6 và để lại số điện thoại xem biển quần này đang có giá là 175.000 5 quần. Em nghĩ là mông 105 thì không lấy nhưng mà bác đợi em xíu nhá. Em nhìn lên bác con mông 105 rất là đẹp. Q6 và để lại số điện thoại cho em. Q43 uh, cân mặc xinh. Em 40 cân em mặc hơi rộng một tí xíu nhá. Em nghĩ bác là 43 cân làm bác mặc vừa đẹp xinh thôi các bác ạ. Ok chị ạ, Q6 và để lại số điện thoại cho em hiền nhá. 175 000 và em quần jean nó rất là mềm và rất là đẹp này. Có quần lót ôm bụng kiểu không viền may không ạ? Ôm bụng mà kiểu ôm viền may em hiền có loại mỏng mỏng thôi chứ không có kiểu như là. Chất liệu là gọi là thun lạnh thôi chưa nhận được cái hàng ấy hả rồi em thì sẽ dục dao nhá con này em là q 6 đẹp quá các chị ơi quần này xinh lắm xinh lắm <laughs> chị hoa quỳnh ơi em nhìn chưa về hàng nha em chưa về hàng ấy chị yêu ơi đợi em vài ngày nữa nhá bây giờ em còn mỗi ba tư thôi còn hôm nay bị hoàn về mất hai bộ ba tư <laughs> Hôm nay mình có thể là chị ở số đó bằng một chị là bao nhiêu nhỉ ok chị em nhìn lấy sang mẫu khác các chị yêu nhá Uh, chị Thu Trang ơi, nếu như mình rộng thì mình có thể đổi hàng luôn trên live, mình có thể chốt đơn mới luôn trên live xong rồi ngày mai nhân viên bên em gọi điện chốt đơn thì báo là cho chị đổi chị nhận được cái con con gì gì đó rồi thì bây giờ cho chị đổi sang sản phẩm khác là các bạn ấy sẽ lên đơn đổi luôn cho mình. Hoặc là các chị ngày mai gọi vào số xử lý đơn hàng hoặc là mình nhắn tin cho em thì là được nhá. Ok chưa ạ? Cái này comment hệ em mình là Q6 và để lại số điện thoại giúp em hiền. Quần này đang sale là 175 000 năm quần. 175 000 năm quần. Ok ạ. rồi em hiền sẽ lên uh, con áo siêu phẩm. <laughs> con áo này xinh lắm các chị ạ siêu đẹp nha Mẫu mới của nhà em Hiền nha Cái này <laughs> cái này giá nó hơi cao một tí xíu Nhưng mà nó là mẫu mới của năm nay nó rất là đẹp Con này là đệm dày 3 phân và nâng đẩy nhiều Mã này vui lòng comment hỏi em Hiền nó sẽ là mã Để em chết rồi Cái này comment hỏi em Hiền nó sẽ là mã V11 Và để lại số điện thoại cho em Cái này bao gồm cả quần và gáo Đệm con này là đệm dày 3 phân và nâng đẩy nhiều Cái này sẽ dành cho các chị ngực bé nhá Thật ra là đệm nó là 3 phân được không à Ngực to các chị có thể mặc được và ngực bé Các chị mặc cũng rất rất là xinh ấy. Nó có độ nâng đẩy rất là đẹp luôn đây em cho các chị xem cái quần này. em uh, mẫu này hiện tại em thì đang có hai màu. Cái này nó gọi là màu xanh nhá và màu này sẽ là màu kem. Comment thì em là V11 và để lại số điện thoại em. V11 và để lại số điện thoại em cái set này. Set này là 360 000 Thì em xin phép em tặng các chị có set này với giá là 330 000 Hàng này là hàng cao cấp, gen cao cấp nha các bác nha. Đệm dày nâng đẩy nhiều màu này nó sẽ là màu kem, nó rất là xinh luôn. Con này là đệm dày 3 phân cái đệm ba phân này thì bác nào mà làm ngực hay là có ngực mọi người cũng hoàn toàn mặc được giúp em còn bác nào mà không thích gọi là quá dày thì nên lấy cái loại cho em thì là ba phân là rất là đẹp luôn ạ v 11 và để lại số điện thoại cho em trăm ạ 360 k sale còn 330 k cho một set 34, 36 và 38 giúp em Ok chưa <laughs> Em thích đẩy sexy lắm mà V2 à, uh, uh, V2 nâng đẩy không ăn thua À các bác ơi thật ra như thế này Cái dòng ba phân ý là dòng nó có độ nâng đẩy nó rất là đẹp còn bác nào muốn nâng đẩy hơn thì mọi người nên lấy dòng 5 phân hoặc là 4 phân trở lên giúp em. Chứ cái dòng 3 phân mà bác nào mà là muốn gọi là ụ lên một cái thì mình không nên lấy dòng 3 phân nha các bác nhá. Cái này là vừa sexy vừa nâng đẩy nha, cái độ nâng đẩy của nó là vừa vừa xinh xinh thôi ạ. Ok chưa ạ? Comment hãy em nhìn là V11 và để lại số điện thoại cho em miền ạ. 330k cho một set, mặc thử màu xanh luôn là ok chị, em đảm bảo chị luôn là màu xanh nó rất là xinh chị ơi. Cái màu này là màu xanh rất là đẹp nhá. Hoặc là nếu như bác nào mà chê cái con C9 em hiền còn này, chê mấy cái dòng mà ba phân mà nó không có độ độ nâng đẩy nhiều ấy thì mọi người lấy sang cho em hiền con con V6. Nhà em hiền có con V6 em đảm bảo luôn bác nào mặc V6 nhà em hiền đều rất là nâng ngực luôn. Cho em hiền xin một lượt chia sẻ nha các bác nha. Để thì lên V6 các chị này. À, quần em đặt cả tuần mà chưa nhận được. Ok để em dục giao hàng kiểm tra đơn hàng cho mình nhá. Ok đây em hiền mặc nốt màu xanh cho các chị xem nè, màu xanh rất là xinh á đợt này bên giao hàng giao hơi chậm em hy vọng là sang tháng thì uh, giao sẽ nhanh hơn một tí xíu nhá các bác thông cảm với em hiền với tiếp theo tiếp theo tiếp theo các bác ơi đây đây Màu xanh đây, em nhìn có size 34, 36 và 38 nha à, Có mút ạ, à. con này nó con này nó sẽ có mút nha các bác nha Con này là mút của nó là đệm dày, của nó là đệm dày 3 phân Cái dòng này nếu như mà bác nằm ngực quá bé mà mình muốn nâng thật là nhiều Thì mình có thể là không nên lấy giúp em Mình chuyển sang cho em nhìn cái con V6 ấy Con này là đệm dày 6 phân ấy, à các bác, em xin lỗi Con đấy là đệm dày 4 phân rưỡi gần 5 phân ạ Cái dòng áo này không thể tháo dây được với nhá Comment hệ em nhìn nó sẽ là mã V11 và để lại số điện thoại Em chỉ có hai màu thôi, hàng này hàng cao cấp 360k cho một set đệm dày này, rất là dày và nâng đẩy nhiều à, em thì đang có size 34 36 và 38 ạ sale còn 330k cho một set 34 36 và 38 em hiện qua mã ra các chị đâu nhá đây em thì lên ngay V6 ạ V6 thì nó sẽ rất là phù hợp cho những chị nào ngực bé ơi là bé mà mình muốn độn nhiều muốn nâng đẩy thật là nhiều thì các bác lấy sang mã V6 cho em hiền nhá đây em sẽ mặc có siêu phẩm của con V6 <laughs> siêu phẩm siêu phẩm các chị ơi em sẽ mặc V6 siêu phẩm em sẽ mặc màu rêu đi cái màu này đẹp lắm hôm nay là kiểu em rất là thích những cái tông màu như thế này Nhìn mình cảm giác nó rất là mát các bác ạ. Cho em mình xin một lời chia sẻ nha. Áo ghi à chị chị nói gì nhở? À em ơi gửi áo chị ghi size L là size gì? Ờ à, size L chị, size L nó sẽ là size 36 với chị yêu nhá. Tại vì có những con nào lót thì nó sẽ đánh là 34 36 38, Có những con đánh có con thì nó sẽ đánh là size M size L XL chứ áo lót hoặc là hầu như những cái hàng Quảng Châu thì nó sẽ không đánh từ size S đâu bác ơi. Nó sẽ không đánh size S đâu mà nó sẽ đánh là uh, nó sẽ đánh là gọi là à MLXL hoặc là có mã nó sẽ đánh là LXL và HXL. Còn các bạn nhân viên là các bạn sẽ sợ là nhiều lúc ấy cả nhà, nhiều lúc bán cái quần là cái quần size bé nhất của nó là size XL. À, bán cái quần là size bé nhất của nó là size L, bản thân em hiện có 40 cân thôi. Em cũng mặc size L nhưng mà nói các chị không tin nên em cứ phải nói là 34, 36 và 38 nói như thế cho mọi người dễ hiểu. <laughs> ok sợ còn các bác mà mua hàng nhà em vấn đề á là mình mặc không vừa hay như thế nào đó thì các chị chỉ cần inbox giúp em hoặc là gọi vào số xử lý đơn hàng giúp em để các bạn nhân viên mail các bạn ấy giải quyết nhá. Tại vì hầu như trên live là em chưa có kịp đọc comment của các bác thì là nó sẽ có cái comment khác hoặc là nó sẽ bị ẩn comment thì em không có kịp trả lời. Thế là mong mọi người thông cảm cho em chứ không phải là em bơ khách hàng đâu nha. Là khổ thân em đó. <laughs> Rồi mẫu tiếp theo này con V6 này thì cái dòng này á các chị, cái dòng này của nó là gọng dẻo này, các chị mặc cho em cái đệm này nó sẽ rất, rất là mềm. Thế là bác nào mà mua cái con V2 hay là mua V22 mà kêu là con này nó rất là đẹp, nó rất là sexy nhưng mà nó không có nâng đẩy nhiều thì các bác chọn sang cho em những cái loại như thế này. Lên áo nào mặc váy khoét hổ về uh, hôm nọ lên. À, cái váy khoét và cái váy khoét thì em chỉ có mỗi con C22 thôi bác ơi em chưa về được mã nào xinh năm nay nó chưa có về được mã nào xinh đẹp hơn C22 bác ạ. <laughs> cái này comment thì em hiền nó sẽ là mã V6 và để lại số điện thoại cho em hiền nhá. Đây là một em áo có cái đệm giày của nó là đệm giày những bốn phân và nó sẽ là có gọng dẻo, nâng đẩy nhiều. Và em đảm bảo luôn là con này các chị mặc ai mặc lên cũng sẽ rất là ôm ngực và có khe cực kỳ xinh luôn. Comment thì em hiền là V6 và để lại số điện thoại giúp em. Áo này em hiền sale cho các chị còn 155k một áo. Em đảm bảo luôn giá luôn luôn tốt. Áo này mặc lên ai mà cũng sẽ có khe ngực mỏng đến cỡ nào cũng sẽ có khe ngực nhá. Con C1 nó còn mỏng hơn con này mà cái đệm con này con đẹp hơn. Em bán có 155 000 thôi. Comment thì em là V6 và để lại số điện thoại. Em liền rơi bảng màu cái chị xem này. Hôm nay em thì đã về gọi là đã đủ màu và đủ size mọi người tranh thủ chốt nhá. Nhưng mà mỗi một size em về nó có 50 50 áo thôi. Số lượng nó rất là ít. Comment thì em là V6 và để lại số điện thoại cho em. Em bảo rồi, nhà em có hai con bé nhân viên ấy, nó mặc con V6 nên nó rất là đẹp đến mức độ mà khách nào mà để nó tư vấn hay là khách nào mà đến cửa hàng là cứ em ơi chị ngược bé là nó cứ fan con V6 là nó chỉ tư vấn con V6 thôi nó không tư vấn con nào nó ngoài con V6 này ra <laughs> em đảm bảo luôn các chị là mà con này đỉnh của chóp luôn á áo này của em là đệm dày 4 phân nữa các chị yêu nhá và cái gọng của nó là gọng dẻo các chị mặc cho em cái gọng này nó không bị đau này và sau áo của nó là sẽ làm bằng vải chun chéo cái vải này mặc lên nó nhẹ và nó không bị nặng áo nó không bị đau không bị vướng comment hãy em là V6 và để lại số điện thoại 155k cho một áo Em Hiền có màu này nó sẽ là màu hồng là một nhá Màu đỏ cam là hai Màu tím là ba Màu này của em nó sẽ là màu đen là 4 Và màu này của em thì nó sẽ là màu xanh V6 Và để lại số điện thoại 155k cho một áo 343638 à, Áo xanh em vừa mới qua Nó là mã V11 Con này đang có giá là à, Bên này đang à, Con này đang có giá là 330.000 à, Shop chị có giao bên hàng giao hàng tiết kiệm không? Thực ra là bên em chỉ giao chính là bên giao hàng tiết kiệm thôi, nhưng mà do đợt này là dịch đó chị đẹp. Thế nên là sẽ có nhiều khu vực của nói chung là sẽ có bên giao tiết kiệm nó đã sẽ bị chặn rất là nhiều khu vực thế nên là đơn nào mà bên giao tiết kiệm nó không nhận thì em sẽ lên đơn của Viettel hoặc là em sẽ lên đơn của bên bưu điện. Thế là mình cứ mình chưa hầu như hầu như là đa số các đơn hàng là em sẽ giao bên bưu điện hết các bác, à bên giao hàng tiết kiệm hết. À, có áo nào mà đẹp ít mà nâng đẩy tốt dành cho ngực to không? Thực ra là mà đệm... Ngực to thì chỉ cần mỏng thôi, không cần phải nâng đẩy nữa đúng không chị? Chị mặc sang hàng có gọng gọng cho em hiền là xinh nhá. Coi bên mình em là V6 và để lại số thoại này, em hiền rơi bảng màu một lần, lần, nữa này. Màu đen là một này, màu đỏ cam là hai này, màu hồng là ba này, màu tím là bốn này và màu rêu là năm. 155k cho một áo 34, 36 và 38 em đảm bảo luôn chị nào ngực bé đang mặc lên rất là có khe ngực luôn. Cái mút của nó mềm lắm, cái dáng áo của nó giúp cho ngực của mình nó đẩy khe nhiều hơn. Tại vì có những con áo nó sẽ đẩy từ dưới lên trên nhưng mà lên cái dáng ngực của mình nó nó tròn ngực vào nhưng mà nó bị bé, của mình nó không được ôm mà con này nó sẽ đẩy được từ hai bên này nó rất là nâng luôn ạ cho chị mà v 6 màu xanh năm mặc nhé dạ vâng nhớ để lại số điện thoại cho em hiền này em hiền rơi bảng màu lần nữa để em hiền qua mã nhá có 155 000 một áo thôi quá là rẻ các chị màu này nó sẽ là màu tím là một mình nhận được áo rồi mặc đẹp chất ok mẫu đẹp làm em cảm ơn rất là nhiều nha Màu này của em thì nó sẽ là màu hồng là hai này ờ, Em mới cai sữa nên ngực hơi sệ <laughs> Màu đỏ là ba Màu đen là 4 ạ Và màu này, này của em thì nó sẽ là màu rêu 155k cho một áo 34, 36 và 38 Em còn siêu phẩm nữa đấy các chị Hôm nay mới về một con áo quả ngang Trời ơi đợt này em gọi là cuồng áo quả ngang Các chị năm ngoái thì rất là ít mã quả ngang Nhưng năm nay gọi là em gọi là ăn Ăn phải bả áo quả ngang hay sao ấy <laughs> Em cuồng một cách kinh khủng luôn Cứ mã áo quả ngang nào nó ra một cái là em phải gọi là có ngay tức khắc luôn nhưng mà trước khi lên áo nhá, em phải lên con quần này trước các chị. Hôm nay em về được một mã quần này mà uh, không biết là có bán được hàng hay không. Nhưng mà nhân viên nhà em là mỗi đứa nó lấy 10 cái rồi. Mỗi đứa nó lấy 10 cái rồi. Không cần biết là đẹp hay không. Không cần biết là đến tay khách hàng khách hàng có khen hay không. Nhưng mà nhân viên nhà em nó đã lấy rồi. Bởi vì chúng nó là một ngày chúng nó là tiếp xúc nó sẽ sờ bao nhiêu chất quần mà các chị biết là về một cái là tranh nhau lấy cái con quần này. Em nó điêu mất lộc luôn, mỗi đứa lấy 10 cái con quần này chất nó rất là mềm tại vì năm ngoái em cũng đã về cái dòng quần này rồi nhưng mà em về nó làm mã khác chất vải nó không gọi là có như là cái mẫu mã nó khác năm nay gọi là cũng là chất vải như vậy đẹp quá trời cái chất này thì nó hơi gọi là hơi trẻ trong một tí xíu nhá gọi là hơi cu te hạt me một tí xíu nhưng mà chất mềm và đẹp lắm nên là ai gọi là cái gu gọi là gu gọi là gu gu, gu cái cái cái, cái này gọi là cái gì đây <laughs> kẹo bông gòn <laughs> thì các chị sẽ rất là thích thổ hơi bánh bèo một tí xíu trời ơi các chị ơi chất này chất mềm lắm đúc mềm mát mát đấy các chị nó phải, nó cũng không phải là đúc nó cũng không phải là chun chéo em không biết tả cái chị chất gì nhưng mà cái chất này là em về một cái là nhân viên nhà em là chúng nó sâu xé nhau để lấy nó tranh nhau màu mè cái nó lấy các bác ạ quần này vui lòng comment hỏi em hiện nó sẽ là mã q 9 và để lại số điện thoại giúp em quần này em hiện sẽ bán là 40 000 cho một quần nhưng mà đối với các chị mà chốt đơn trên live này và em xin phép là không chốt đơn ở inbox tại vì giá inbox là 40 000 giá trên live sẽ để các chị giá là 175 000 năm quần comment thì em hiện là q 9 và để lại số điện thoại cho em Chất nó rất là mềm và mát Bác nào có cân nặng dưới 62 cân là các chị sẽ mặc vừa cho em con quần này Nó kiểu nó kiểu dạng dạng đúc đúc mềm mềm mát mát đó. Nó pha ren nhưng mà cái phát chị ạ. Cái ren này các chị mặc nó không hề ngứa Nó không hề khó chịu một tí xíu nào cả Và lớp lót của con quần này Lớp lót cốt tông Nó kiểu có lỗ thoáng khí Rất là đẹp luôn Comment để em là Q9 và để lại số điện thoại cho 175.000 năm quần thôi Tính ra là có 35.000 một cái thôi Siêu mềm nhá Bác nào thích gu mềm mà vẫn gọi là cute té Thì các bác chốt sang em quần này cho em Màu xinh lắm nè, em Hiền lấy nhá. Con quần này em Hiền có 10 màu Vậy nên là nếu như các chị cho các chị chọn màu Các chị sẽ không biết chọn màu gì đâu Toàn màu đẹp thôi Đây này, cái này là hai màu rồi các chị này Quy chín và để lại số điện thoại Em Hiền 175.000 năm quần Đó các chị ơi Màu dễ thương lắm các chị ạ à. Màu rất là đẹp luôn Ok chị ạ, Q9 và để lại số điện thoại cho tầm dưới 62 cân là các chị mặc vừa cho em hiền nhá. Em ơi, đám ở cái này là cái này là cái này gọi là gì? Chim cánh cụt à? Hay là cái gì? Chim cánh cụt này, cái này là con bướm này. Rồi cái này là trái tim này. cái này gọi là đám mây ạ. À? Đó, rất là nhiều eo hình gọi là họa tiết nó rất là dễ thương nhá. Cái này là con thỏ nha các nhá. Comment để em là Q9 và để lại số điện thoại bảy em 175.000 cho năm quần 34 36 và 30 à, em xin lỗi. Em có size cho các chị từ 40 cân cho đến 62 cân là các chị mặc vừa cho em hiền. Có con quần tàng hình, quần tàng hình hiện tại em Hiền đang hết hàng rồi bác ơi, đợt này không có về được quần tàng hình. Không có còn một con quần tàng hình nào cả. <laughs> Comment hãy em Hiền nó sẽ là mã Q9 và để lại số điện thoại cho em các chị muốn lên quần gen đúng không ạ? Em thì lên quần gen cho các chị nhá. Đây em Hiền mặc quần gen cho các chị. Quần gen thì hiện tại nhà em Hiền có hai mã, ví dụ như cái mã mà để cho các chị mặc váy body mặc đồ ôm ôm thì mọi người nên lấy cái mã này cho em Hiền này, là cái con quy 7 này này quy vải này để mà các chị mặc váy ôm váy body thì các chị lấy loại này cho em nhìn này, bao đẹp luôn cái mã này của em hiền thì nó là dáng gọi là cạp cao quần là... cái này là quần ghen bụng của đúc nha các bác nhá cái này là quần đúc ấy. À, có quần cốt tông không ạ à? em hiền đang có một mã cốt tông rất là đẹp cái này các chị cho các chị xem nha cho mình xem lại mã quần cái quần vừa rồi nó là mã quy chín nhé bác nhá đây ạ quần này của em nó là quần đúc này và cạp của nó là cạp cao rất là ghen bụng luôn Quần này nó có bốn thanh chống cuộn và thanh chống cuộn nó sẽ giấu ở bên trong các chị. Nên là khi mà các chị mặc váy body các chị giảm ít nhất cũng phải là 4 đến 5 cm bụng em đảm bảo luôn á. Cái này là em hiền nói hàng ngày em hiền nói rồi. Nên là bác nào mà mua quần này thì biết. Thứ nhất là mặc nó không bị tụt, nó không bị trơn hay là nó không bị gập. Thứ hai là mặc lên nó siêu ghen luôn. Mặc lên nó rất là ôm và cái thanh chống cuộn của nó giấu ở bên trong nên là khi các bác mặc váy body cho em không hề khó chịu và mặc mùa hè cũng không bị gọi như là không bị gọi là không bị da mồ hôi hay là không bị gọi là bị bị khó chịu đấy. Cái này comment thì em là Q7 và để lại số điện thoại cho em hiền nhá. Cái con quần này em hiền có size từ 40 cân cho đến 65 cân là các chị sẽ mặc vừa cho em. Quần này là quần ghen, cặp cao cho em, chất liệu là đúc, dáng gọi là dáng tam giác giúp em. Ok chưa Đúc nên là mình mặc nó không bị lộ viền. Và con quần này thì em hiền sẽ đánh nó sẽ đánh từ size L trở lên, có LXL và 2XL. Cái size nó đánh to vậy chứ còn form nó rất là bé. Quần này em hiện đang bán là 119k Trong một quần này em sale các chị trên la này với giá là 95 000 Và đối với những cái sản phẩm mà em hiện đang bán ở trên line này luôn luôn được giá tốt hơn khi mà các chị chốt đơn ở Inbook nhá. Nhất là inbox nhà em hiện trả lời rất là lâu này. Và thứ hai là giá nó sẽ bị cao hơn nên là mình chốt đơn thì mình tranh thủ chốt đơn trên la giúp em hiện nhá. Comment này em là Q7 và để lại số điện thoại giúp em đang sale còn có 95.000 cho một quần thôi. Quần nào mặc hai bên không bị bị khó chịu hả em? Nếu như quần hai bên không bị khó chịu thì chị lấy sang cho em những chất nó rất là mềm ấy chị, mềm mại mịn mịn ấy, ví dụ như cái chất này này, chất này mềm mịn này. Thì cái dòng này thì nó không phải là ren ấy, nó chỉ có pha một tí xíu ren thôi nên là chắc chắn các chị là không bị khó chịu. Ờ à, đơn à, vậy đơn có giao được giao chị nữa không? Chị uh, giao Linh Nguyễn ơi, uh, chị giao Linh ơi, bây giờ em đang không biết đơn hàng của mình như thế nào nên là mình có thể inbox cho em thì được không ạ? Tại vì nhiều đơn quá em thì không quản lý được hết mấy cái đơn hàng và em đã không biết là tình trạng đơn của bác như thế nào đó. Thì bác thông cảm với em thì bác gọi vào số xử lý đơn hàng hoặc là inbox e cho em thì để nhân viên với em các bạn hãy kiểm tra nhá. Ok chị ạ, Q7 và để lại số nữa em hình có quần nam người đẹp để em một tí xíu này. Có 95.000 cho một con quần gen bụng và chất đúc nó rất là mềm các chị ạ. Đừng nên mua quần gen mà chất liệu gen thì vì gen các chị mặc nó rất là ngứa và nó bị lộ. Nếu như mình mặc váy body nó sẽ bị lộ nhưng mà riêng cái loại đúc như này mặc rất là mát và rất là ôm luôn á siêu gen những cái chất chất này này các chị giặt máy giặt cho em thì cũng thoải mái cái thứ hai là nó không bị xù vải em rất là tôn thờ cái chất này luôn á rồi ok còn nếu như mà cái quần gen của em thì đang cầm đây là mã q 7 nhá 95 000 một quần em có hai màu màu kem và màu đen q 7 và để lại số điện thoại cho em rồi mẫu tiếp theo của em hiền nhá mẫu này thì comment thì em hiền nó sẽ là q 57 này bác nào nó là nếu như là không muốn mặc mà mông nó bị có nghĩa là hai bên đùi nó hay nó hay bị kích đúng không ạ thì các chị nên chọn cho em những cái chất liệu mỏng như thế này chất này nó gọi là su giấy cả nhà nó rất, là, nó rất là mỏng và rất là dai Quần này thì cũng là ôm bụng này Ôm bụng, ôm mông này Độ co giãn của nó nhiều này Nó rất là mỏng thôi Thì con quần này cũng đang bán là 35.000 một quần con này này em là quy 57, 175.000 năm quần Bác nào không thích kiểu gen thì nó sẽ sexy hơn Nhưng mà đâu đó thì nhiều gen hay ít gen Thì nó sẽ hơi gọi là hơi vướng vướng một tí xíu Nếu như bác nào mà kiểu da mình hơi nhạy cảm ấy Thì các chị nên lấy sang cho em những cái loại như thế này Comment hệ em thì nó sẽ là Q57 và để lại số điện thoại giúp em 175.000 cho năm quần Bác nào có cân nặng 45 cân đến 65 cân là các chị sẽ mặc vừa được em Q7 này của em hiện nhá Mềm lắm luôn đó các chị, các chị mặc mà không có cảm giác gì luôn á à, Nay em có bụng dưới bận quần đó không À cái quần mà cái quần dành cho bụng dưới đúng không dáng đùi để mặc về váy đúng không ạ, để mặc về váy xòe đúng không ạ Chị múc rồi đấy Dạ vâng ok chị bác cứ in múc ngày mai các bạn nhân viên các bạn ấy sẽ ra trả lời mình nhá Áo đang mặc về váy à, mặc áo ngược với mặc về váy hở lưng à hở uh, mặc về áo body hở lưng à, uh, body hở lưng body hở lưng thì hiện tại anh huyền đang hết hàng rồi bác ơi đang hết hàng rồi Q7 là cặp cao các bác ạ nó chỉ cao tầm uh, gần gần đến rốn một tí xíu nhá nó sẽ là ôm bụng nhá ôi s10 hôm nay em đang hết hàng rồi em lên đó chị nhưng mà đang hết hàng chị s10 đang chưa có về được hàng người đẹp ơi Ồ đơn đợt này giao hơi chậm một tí xíu các chị thông cảm của em Hiền nhá. Có đơn thì em Hiền giao vẫn rất là nhanh nhưng có đơn giao hơi chậm. Q7 của em Hiền là 95 000 một quần nha các bác nha. Em Hiền qua mã. Đó là cái con quần này các chị mặc về váy body này. Rồi con tiếp theo này. Nếu như các bác mà muốn mặc kiểu như là áo giấu quần, mình cần một cái áo gọi là quần uh, gọi xem nào. Áo giấu quần này hay là kiểu như là tìm quần váy thì các bác nên tham khảo sang cái loại này giúp em. Quần này của em Hiền nó cũng là quần ghen nó có có một cái bản đai tách ở trước ngực là trước bụng này này mình mặc cái loại này thì nó sẽ chỉ ghen ở cái phần trước thôi nó không ghen quá cao và cái loại này thì nó là dáng đùi và em vẫn luôn luôn ưu tiên và vẫn tôn thờ cái chất liệu đúc tại vì cái chất này nó rất là dày dặn luôn ví dụ như mà em thì có mặc gọi là mặc đi tập gym hay tập yoga thì em cảm thấy nó không bị lộ và khách hàng nhà em toàn mặc đi để để gọi là đi tập yoga thôi em thấy rất là ok luôn mặc váy cho em nhìn hay là mặc áo dấu quần thì rất là đẹp luôn nó là dáng quần mà cái này comment bên em là quần ghen và để lại số điện thoại giúp em quần này Em hiện đang bán là 129k cho một quần Đối với các chị chốt đơn trên like em hiện để các chị với giá là 99k Em đứng như này là em không đọc được comment của ai hết Nên là các chị cứ comment một lát em hiện trả lời nhá Thông cảm em hiện với mắt cận lòi luôn á Bản thân em em đứng ở đây mà em nhìn cái mặt em là em không biết là mặt em đang cười hay là em đang nhìn vào đối diện này Em không biết là mặt em cười hay là mặt em đang khó chịu hay không nhìn được bất kỳ một cái tên ai hết cả chưa. Cái này comment của em hiện nó sẽ là mã à? Cái này comment của em hiện nó sẽ là mã à? quần gen và để lại số điện thoại cho Ôi bệnh nặng lắm rồi Quần này em Hiền cũng có hai màu nhá Và nó sẽ đánh từ size M trở lên Comment thì em là quần gen 99k cho một quần thôi <laughs> 99k cho một quần thôi Comment cái gì vậy <laughs> Có con nào không dây chồng dành cho ngực nhỏ không em Hiền có nhá Cái này comment này em Hiền nó sẽ là mã quần gen và để lại số điện Đây là dáng dáng kiểu như là dáng quần đùi các chị Mặc váy cho em thì rất là đẹp luôn chất liệu đúc này Quần gen cho em Có màu kem và có màu đen 99k cho một quần à... Em không thích mặc cặp cao mà mặc có thoải mái hai bên không à? Nó cũng sẽ thoải mái, nó sẽ không bị nó không bị bó nhưng mà dù gì thì nó vẫn là gen ấy. Thế nên là hoặc là chị đợi cho em vài ngày nữa đi. Vài ngày nữa em về những cái mã gọi là nó sẽ cặp thấp hơn và chất chất nó sẽ mềm hơn rất là nhiều nhá, chị đợi em nhá. Cái này có bên này, em là quần ghen, cái mã này là quần ghen nhá, còn con kia là con Q7. Quy 7 là cái con dáng tam giác để các chị mặc váy body. Còn cái loại loại này là các chị mặc váy xòe hay là mặc áo dấu quần cho em thì rất là đẹp luôn. Cái này là quy quần gen và để lại số điện thoại cho em. Màu kem và màu đen. Con quần này thì nó sẽ đánh từ size M nhưng con quần Q7 thì nó sẽ đánh từ size L chứ không phải là em nhìn hết size M các bác nhá. Ok chưa 99k cho một quần thôi. Chị ơi, nay vẫn chưa ai gọi điện uh, cho em kiểm tra đơn hàng. Chị Lý Xuyến ơi, mình có thể chủ động, mình có thể chủ động gọi vào số xử lý đơn hàng trước giúp em được không ạ? Tại vì là các chị ơi, nhà em á cả nhà Ba bạn nhân viên bị Covid rồi <laughs> Thế nên là Các bạn ấy phải nghỉ và ba bạn ấy không ai làm hết Ba bạn ấy nghỉ mất rồi Nên là em hy vọng là các chị có thể làm uh, Đơn đơn tuần này em hiền giải quyết hơi chậm một tí xíu Thì em cũng hy vọng là mọi người thông cảm với em hiền nhá Có thể là một vài nữa hôm nữa trộm mía trộm mía nói trước này Trộm mía trộm mía vài hôm nữa là các chị không có thấy em hiền like đâu Vì lỡ may bị Covid Trước sau gì cũng sẽ dính thôi <laughs> Trước sau sẽ, sẽ dính thôi nên là hy vọng là nếu như mà em hiền gọi là giải quyết đơn hơi chậm trong cái tình trạng trong cái thời điểm hiện tại thì cũng mong mọi người thông cảm với em hiền nhá do lần này cũng chưa có nhân sự cũng chưa có chưa có người làm mới cả nhà và có mấy bạn làm mới thì các bạn cũng chưa làm chưa ok lắm mà những cái bạn mà những cái bạn cũ mà làm tốt tốt nhà em thì hiện tại các bạn ấy đang bị um, đang đang phải cách ly ở nhà với cả cách ly ở nhà thì kiểu bệnh nó cũng hơi nặng xíu nên là các bạn ấy sẽ không làm việc được trong cái thời gian này em hy vọng là ngày mai các bạn ấy sẽ gọi điện chốt đơn của mình nó sẽ hơi chậm một tí xíu thì các bác thông cảm với em hiền nhá Hoặc là xử lý đơn nó sẽ hơi chậm một tí Ok chưa ạ Rồi cái này comment đơn hàng của bác nào mà đã gọi gọi điện chốt đơn là đơn sẽ đi rồi nhé các bác nha à, Em em có ngay bụng dưới to bận được quần ghen nó không chơi nếu như bác nào á Em hiền nói lại này Nếu như chị nào mà mua quần ghen để ghen cả bụng trên và cả bụng dưới có nghĩa là cái phần bụng trên của mình nó sẽ có phần to này ví dụ như cái con quần quy bảy này mặc thì nó sẽ cao đến tận đây còn con quần ghen này mặc nó chỉ có qua rốn tầm 5 phân thôi Bác nào mà bị gà là bụng trên và bụng dưới Và mình hay mặc váy body Mình mặc cái đồ rất là mỏng Thì các bác nên lấy sang cái con quần này giúp em Thì con quần này thì nó sẽ comment của nó sẽ là Q7 và để lại số thoại 95 nghìn một quần Còn nếu như bác nào mặc áo giấu quần Hay là mặc váy xòe các thứ mà mình cần Những kiểu là quần váy đó và muốn ghen bụng dưới nhiều hơn thì các bác lấy sang con quần ghen này hai con này đều là chất liệu đúc nó đều rất là mềm và tất cả sản phẩm em thì đều có ba size như con Q7 này nó sẽ đánh là LXL và HL còn con này nó sẽ đánh là MX MLXL. Đó, con quần này thì đang sale là 99k một quần. Comment em là quần gen và để lại số điện thoại cho em. Tầm này thì nhà em hiện check inbox nó hơi chậm nên là mong người đẹp thông cảm cho em. Ờ uh, hai lần có hai mã C1 và hai cái c chính phải làm sao đây em nhận hàng rồi có inbox lại chưa trả lời. Ôi chị ơi các bạn nhân viên em các bạn lên đơn cho mình hai đơn luôn hả? Thế sao mình không hoàn hàng về giúp em? Ví dụ như thế thì nhỉ? nếu như bác nào á, nếu nếu như bác nào mà lỗ mà nhà em hiện có lỗ giao hai lần đơn á thì các bác nhận được một đơn đầu rồi thì đơn sau các bác gọi là báo với ship luôn là em ơi chị đã nhận hàng rồi thì hủy đơn giúp chị thôi. À, bây giờ bác nhận đơn rồi à? Bây giờ để em xem là bác inbox ngày mai nhân viên em các bạn ấy sẽ gọi lại cho mình để giải quyết đơn nhá. Ôi lần sau đừng nhận đơn nha em chị nhá <laughs> Lần sau mà nhận đơn rồi thì báo là Giao chị đã nhận được hàng rồi chị không nhận nữa Để các bạn ấy hoàn hàng về luôn Chứ bây giờ mà như thế là có khi là Mình mà không mua đơn gì thêm nhà em là mình phải quay Mình phải gửi lại cho em đó <laughs> Rồi ok lên quần nam đúng không Đây quần comment, comment này em là quần ghen và để lại số điện thoại xem hiền nhá Quần ghen và để lại số điện thoại giúp em 99k cho một quần thôi Chị xem đai bụng đợi em một tí xíu nhá Em hiền lên cho các chị mẫu áo mới Em là các chị một mẫu áo mới rất là đẹp luôn quần lót là đợi em một tí xíu đợt này hôm nay em về được có mỗi hai mã quần lót rất là đẹp thôi mặt dính cái gì hả đâu mặt dính cái gì đâu mặt dính cái gì đâu mặt nổi mụn giờ <laughs> này đến ngày đến tháng nên mặt nổi mụn dính cái gì Ok, em hình lên các chị một em áo lót mới nhá các chị yêu nhá Mẫu này em cũng rất là đang chờ đón gọi là em không dám mặc luôn các chị nhưng mà em cũng rất là lo này Em rất là lo này Nào để xem nào Rất là hoang mang Một em áo quả ngang rất là xinh các chị ơi Đệm dày ba phân rất là đẹp Cái đệm ba phân này thì mọi người có một chút ngực thôi là mọi người mặc được Chứ còn ngực bé quá thì mặc lên nó cũng không có nâng đẩy nhiều nhá Bác nào kỳ vọng mà con áo gọi là phải nâng đẩy nhiều thì không nên lấy loại này Chỉ cần gọi là mình có một chút ngực thôi là mình nâng đẩy lên xinh Hoặc là ngực có ngực là mặc lên nâng đẩy đẹp là 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 con này là Xuất sắc quả đất luôn mặc dù là em chưa mặc nhưng mà em em chưa mặc luôn nha nhưng mà em nghĩ là cái quả áo này thì rất là xuất sắc và hầu như là các chị sẽ rất là thích này bản thân em đợt này năm nay em rất là cuồng cái quả áo này không biết là các chị có giống em không em rất là cuồng luôn em cuồng những cái quả áo nửa quả quả ngang này em cảm giác là mặc lên rất, là ôm luôn đây em hiện lên mẫu mới cho các chị nhưng mà nhá mẫu này nó giống như con V2 nó na ná như con V2 đó và số lượng về nó cũng rất là ít. Nó về mỗi một size nó chỉ về có 4 áo thôi, bốn bộ thôi. Các chị thấy nó oái quá không? Cái cái màu trắng ấy nó chỉ về được 34 với 38 thôi thì phải. Nó không có 36 cơ. Đó nên là rất là oái oăm luôn là mọi người tranh thủ chốt nhá. Bác nào thích cái set này một cái là mình hốt ngay về cho em. Nếu không là lại phải đợi hàng nó rất là lâu. Đây để em xíu gọi là em vớt vát được ấy chứ còn à, em vớt vát lại được trong kho người ta ấy, chứ còn cái hàng này là à, bình thường mà em nhập lấy phải nhập của làm nếu cái hàng đắt đắt này em phải nhập của ít nhất cũng phải là 500 hay 600 bộ. Đây, Đợi em một tí xíu này Rồi Ôi, em nghĩ là xinh các chị ơi <laughs> Em nghĩ là xinh <laughs> Em bảo rồi Em bảo rồi, trời ơi Em tự tin luôn các chị, đợt này của em tự tin lắm luôn á bình thường nha hàng về một cái là mình phải thử ngay xem nó có đẹp không bởi vì nếu như mà lỡ không đẹp mà mình lên like thì xấu hổ lắm đúng rồi tất cả sản phẩm của em thì nó là hàng quảng châu các chị ơi con này xuất sắc lắm <laughs> à đúng rồi ví dụ như quả bé thì ví dụ như các chị mà ngực nhỏ thì mình cảm giác trong ngực của mình nó nó kiểu nó được khoe ra nhiều hơn ở trong nó kiểu trong nó xôi thịt của mình nó đầy đặn hơn các bác con này em đảm bảo luôn các chị ngực bé mặc được nhưng mà ngực quá bé thì nó không ổn lắm đâu các bác nhá nghĩa là ví dụ như bác nào mà có hai con ốc vít thì thôi thì không nên lấy nhá mà gần như là mình phải có một chút da một chút thịt là mặc sẽ đẹp hơn cái cái này comment hỏi em hiền đẹp quá các chị ơi cái này comment này em hiền nó sẽ là mã V5 và để lại số điện thoại cho em hiền. V5 và để lại số điện thoại bộ này gọi là em hiền bán 360 000 nhưng bởi vì nó có số lượng ít gọi là em sẽ cần những cái review của các chị và em gọi là bán trải nghiệm các chị. Mỗi một màu em chỉ về có mỗi một size em chỉ về có 3 bộ thôi, cái nào nhiều nhất thì là 4 bộ thôi. Em sale các chị là 290k và chỉ chốt cho cái đơn hàng của ngày hôm nay thôi. Ngày mai nếu mà còn hàng sẽ bán với giá là 360 000 vì cái bộ này nó rất là đẹp. Comment này em là V5 và để lại số điện thoại cho em hiền đi. Xuất sắc, sắc lắm em thì rơi bằng màu này Cái này em thì có 3 màu em có màu trắng này màu đen và cái màu này của em nó sẽ gọi là màu nâu dáng quả ngang như em hiện nói này dáng quả ngang đó các chị ngực bé mặc lên cảm giác như là thực ra là nó cái độ nâng đẩy của nó sẽ vẫn như vậy thôi nhưng mà mình cảm giác là trong cái nó khoe được nhiều da thịt của mình hơn khoe ngực mình nhiều hơn nên cảm giác là xôi thịt nó đầy đặn hơn <laughs> comment của em trong nó độn nhiều hơn chứ thực ra là nó vẫn vậy à? comment này, em là v 5 và để lại số điện thoại giúp em các chị ạ à, con này gen này quá là xuất sắc luôn đệm con này là ba phân và có gọng nhá dáng nửa quả V5 290k cho một set 34, 36 và 38 Nhưng mà hình như là cái con màu trắng này số lượng nó rất là ít thôi Con màu trắng nó chỉ có 34 và 38 38 nó có hai bộ thôi 34 nó có 5 bộ và 36 nó không có bộ nào Đó cái này là màu trắng này Màu đen trơn này và màu này của em nó sẽ là màu nâu nhá Còn hai con màu nâu và màu đen thì quần nó sẽ là auto là màu đen V8 và để lại số điện thoại cho miền là 290k thôi dáng nửa quả xuất sắc cuộc đời luôn các chị mọi người ơi bác nào mà ngực to hay là ngực chạy gọi là bác nào mà ngực bé bé mà ngực trời sẽ kiểu như là có một chút ngực mà trẻ sợ thì mặc cái này nó rất là đẹp các chị uh... Ờ <laughs> mà em vẫn chưa tìm được chỗ mua chị ơi khổ quá là cái quần này em mua cũng khá là lâu rồi với cả năm nay là người ta sẽ không bán loại này nữa người ta sẽ bán mẫu khác rồi Nhưng người ta không bán mã này nữa đâu <laughs> comment này em hiền là v năm và để lại số điện thoại cho em hiền nhá hai trăm chín k cho một set ba và 38 form to hay form nhỏ cái con này con này để em xem nó là quả con này nó là quả B nhưng mà nó cũng cái cỡ dáng được quả đấy là cũng nhỏ nhỏ xinh xinh đấy à? nó không phải là quả to đâu bác nhá. Comment này em là V5 và để lại số điện thoại 290k cho một set 3436 và 38 cho em. Xuất sắc luôn các chị ơi, đẹp dã man luôn á. Ok chị ạ, V5 và để lại số điện thoại cho em. Rồi các chị muốn lên mã gì ạ? À? Các chị muốn lên đệm giày hay đệm mỏng các chị có thể comment để em hiển lên nhá. Nhưng ngày hôm nay là em về cái con V11 và con V5 là hai mẫu gọi là đỉnh của chóp luôn các chị. Còn cái con V22 thì hiện tại em thì đang cháy hàng rồi các bác ơi. Là hôm nay không có lên V22 được cái dây áo và dây áo này thì không tháo ra được bác nhá à cái dây áo này em rất là thích em em rất là thích những cái mẫu mà có dây áo như này này các chị không biết là các chị có hay để ý không nhưng mà bản thân em là em mặc cũng khá là nhiều áo ấy, nên là em em để ý nhiều lắm ví dụ như là cái dây bình thường nó có một dây không sao nhưng mà cái dây áo nhá hầu như cái dây áo mà nó phải nó chạy ra ngoài này này thì trong cái dáng ngực của mình nó sẽ như là trong ngực của mình sẽ sexy hơn rất là nhiều bình thường nhá cái dây áo nó đi ra trước này đúng không nên là mình cũng cảm thấy là cái ngực của mình sẽ bị thô hơn mà cái dây áo này này mọi người nếu cái dây áo này nó chạy ra tận đằng sau này nên là cảm giác cái, cái độ khoe ngực của mình cái độ đầy ngực của mình lên nó cũng kiểu như là nó đầy đặn hơn các chị <laughs> em rất là thích cái dây áo cái dáng thiết kế của cái dây áo này trong gọi là ngực của mình được khoe nhiều hơn đẹp lắm V5 và để lại số điện 200 miền ạ à, 290k cho một set 34, 36 và 38 Lên hàng S hả? Ok em lên quần nam trước nhá quần nam đúng không ạ? Quần nam thì đợt này em còn mỗi loại này thôi. Đợt này em còn mỗi loại này thôi. Có mẫu nào điện mỏng chỉ cho người ngực bự không? Có chứ chị. Có một chút mút là ok đúng không chị? Cái này comment hãy em hiền nó sẽ là mã M8 và để lại số điện thoại cho em. Đây là một con quần nam, chất liệu là đúc ấy cả nhà. nó kiểu như là đúc đúc mỏng ấy, rất là mềm luôn. Ở trước năm ngoái em hiền bán rất là nhiều loại nhưng mà đa số ấy, đa số năm ngoái em hiện bán gọi là chất quần nam ở bình thường thôi không có bán gọi lại gọi là quá xịn nhưng mà năm nay thì em gọi là em nhập cái hàng xịn hơn một tí xíu nên là giá thành của nó sẽ cao hơn nhưng mà bù lại thì em đảm bảo các chị luôn là form nó đẹp lắm à, có mẫu mới bản lưng to về không chị em sở hữu gần như ờ, đợt này lại chưa có mã nào ôi chị ơi đợt này gọi là đợt này á, ở bên quảng châu nó gọi là đóng biên luôn rồi chứ không phải là chứ không phải là tắc biên đấy nhá bây giờ không phải tắt biên nhá mà là đóng biên luôn hàng không về được cái gì luôn các chị Comment hãy em thì làm M8 và để lại số điện thoại giúp em Quần này em sẽ sale các chị là 200.000 cho 5 quần Nghĩa là nó chỉ có 40.000 một quần thôi Đáng lẽ em hiện bán 50.000 Nhưng mà thôi hôm nay các bác có thể mua <laughs> Mua cho chồng, mua cho con em để các chị với giá là 40.000 cho một quần Em hiện có size từ 50 cân cho đến 85 cân là sẽ mặc vừa được con quần này Mềm, mát và nhìn cái dáng nó rất là thể thao Xịn lắm Năm ngoái bán loại cốt tông nhưng mà loại cốt tông này nó không xịn bằng những cái loại như này Nó vừa mềm mà kiểu dáng thể thao lại xuất sắc hơn Comment thì em hiền là mã M8 và để lại số điện thoại cho em hiền 40 cân cho Adam à, xin lỗi 50 cân cho đến 85 cân là sẽ mặc vừa nhá Quần nam em hiền đang có 4 màu Đen, trắng, xanh than và màu ghi như thế này M5, à, M8 và để lại số điện thoại 200.000 cho 5 quần 200.000 năm 5 quần Ok chị ạ M8 và để lại số điện thoại cho em À, em hiện đang mặc là mút giày đấy Nó sẽ gọi là 3 phân đấy các chị ạ. Con này 3 phân thì ngực bé ngực to các chị hoàn toàn mặc được. Em sẽ lên cho các chị một con áo mà dành cho các chị gọi là ngực ngực to nhá, ngực to Ngực to em có con này xinh lắm này. Đây ngực to em nhìn quả mã này. Ơ rõ ràng là em thấy màu nó bây giờ em sẽ sao bây giờ em lại không thấy màu ở đâu nhỉ? Đây, con này đẹp lắm này. Ngực to. Nếu mà các bác nào ngực to ngực trẻ sệ này. À... Uh... <laughs> Ờ, nếu như bác làm ngược tao trẻ sẹ thì các bác lấy sang cái mẫu này cho em thì nó sẽ có một chút mút và chút một nó phải có gọng mà có một chút mút mặc sẽ ok hơn áo à, đang mặc ngược sẽ mặc được không mặc được thoải mái bác ơi thì nó, thì nó sẽ nâng nhiều thôi thì hoặc nếu không để bác lấy sang cái dòng hai phân này cho em thì rất là xinh này. À, chị có nâng ngực không mà áo nào chị được mặc cũng vừa và đẹp vậy không có những con áo mà nó không đẹp đâu có những con áo không đẹp thì em không bán rồi chị em chỉ bán những con nào em mặc đẹp thôi em nghĩ em mặc đẹp với khách hàng thì em sẽ mặc đẹp này còn con nào em mặc xấu thì khách hàng thì em sẽ không mặc được em bỏ hết đi rồi em hủy hết rồi chị ạ có nhiều con em mặc không đẹp lắm ví dụ như là con này chẳng hạn nhưng mà con này thì khách nhà em sẽ mặc đẹp nha <laughs> Ví dụ con này khách nhà em sẽ mặc đẹp nha <laughs> Con này em hiện mặc thì nó hơi gọi là hơi rộng một tí xíu Vì là cái quả ngực của em mình nhìn thấy thôi nhưng quả ngực em nó rất là nhỏ Tại vì người em cũng nhỏ mà Em có 40 cân thôi các bác Không hôm nay tầm 39 cân thôi nha Hôm nay ăn có một bát cơm thì có 39 cân thôi nha Cân vội nha, cân vội được 39 cân Cái này comment mà. Cân này gọi là không Cân cân vội vàng được 40 cân nhờ Cân kỹ lưỡng thì chỉ có chắc là còn 39 cân thật Cái này comment này, em là S22 Và để lại số điện thoại cho em Cái dòng này cái quả nó sâu và quả nó khá là to Nên là bác nào mà làm ngực này Mình ngực to ngược ngực trẻ xệ thì các bác mặc con áo này sẽ rất là đẹp Em có cả quần và cái áo và giá của con này là 290k cho một set Em báo giá nhanh gọi là dân lên mẫu nhanh Mọi người cảm thấy kết hiệu một chút luôn Cho em không có giới thiệu dài dòng Comment này em là S22 và để lại số điện thoại cho em Dòng này các chị ngực bé không nên lấy Chỉ dành cho những chị nào ngực to, ngực trẻ sệ thôi Ngực bé không được lấy Với các bác nào ngực bé nhá Bác nào mà nhận hàng về nó là em ơi chị ngực bé chị mặc rộng lắm Cho chị trả lại là em không có đổ luôn á Tại vì em thì đã nói rất là rõ trên like <laughs> Là con này chỉ dành cho các chị ngực to thôi Xôi thịt đầy đạn thôi <laughs> Em có màu đen là một màu tím là hai Màu trắng là ba và màu đỏ thì nó mặc là bốn á Rất là xinh và con này các chị cũng thể mặc quay được Nhưng em cảm thấy cái dòng này không phù hợp lắm để mặc quay các chị bên này em là S22 và để lại số điện thoại gen Chị nào 40 cân em không tin này không nào Không nào đứng ra cân cho các chị xem nha Em 40 cân là cân gọi là cân vội đấy chị Còn nếu như mà cân kỹ càng thì chắc chỉ tầm được 39 cân 2, 39 cân 3 thôi Em gầy lắm chị, em không có béo đâu Cảm giác mọi người nhìn trên like nó to thôi chứ ngoài bé cực à Dây chắc chắn, ôi cái dây của nó thì siêu chắc chắn rồi Yên tâm đi ạ <laughs> Con này chỉ dành cho bác nào ngực to thôi Mà siêu chắc chắn siêu gọn gàng luôn Form xinh lắm chị Quả áo nó rất là sâu Bởi vì quả sâu này thì nó mới ôm được ngực chứ Comment em là S22 và để lại số điện thoại của các bác mà thích dòng này em mình có rất là nhiều. Như là mình mình các bác mà ngực to nhá, ngực to thì mọi người nên mọi người muốn gọi là ngực chảy xệ đó thì mọi người đừng có lấy đệm quá dày, cũng không không nên lấy cho em đệm quá mỏng vì nó phải có một chút mút thì nó có độ ôm được, nó mới giữ được ngực chứ mà phải và phải hàng có gọng nhá. Sao nhìn đầy đặn quá? <laughs> Tại vì em thấp chị, em thấp chị. Ai mà cao được như các chị đâu, 1m6, 1m7 ai chơi? Toàn là 1m6, khách nhà em toàn 1m6, toàn 1m7 thôi Ai thèm chơi với những người cao như vậy Người ta có 1m49 thôi Người ta nhỏ nhỏ thôi Chứ ai mà toàn 1m6 như các bà đâu <laughs> <Chứ ai cười> Dạ S10 em thấy là có set nào dành cho ngực bé mà sexy không à Ngực bé mà sexy Ngực bé sexy Hôm nay em lên hai mã ngực bé sexy đẹp lắm chị Hoặc là ngực bé mà sexy này Ngực bé mà sexy thì chị nghĩ sao về em không? Em này Chị nghĩ sao về em này Đúng không? Các bác thử mà 1m6 và 40 cân xem có như gọi là như con cò hương không? <laughs> rồi, đợi em một tí xíu nhá. À, ồ em có con này có cả màu tím nữa nhưng mà em đang không thấy cái màu tím nó ở đây. Các chị đợi em xíu em đi tìm màu tím nhá. Áo bồ ra thì hôm nay em chính thức là em hết áo bồ ra rồi các chị. Em chả còn áo bồ ra nào cả. Mình chốt áo lót cho em thôi nhá, chốt áo lót và chốt quần nhá. Ship nhé sẽ là đồng giá là 30 000 các chị. Ok, lại nào một độ ngực đây, loại này độ ngực cũng rất là xinh này, vừa vặn này. Em này có S22 của em thì là 290 000 em cho các chị xem cái quả áo này. Mọi người để ý Cái quả áo này nó chỉ tầm 2 phân thôi, nó chưa được 2 phân lắm đâu. Nhưng mà đối với bác nào ngực to ngực trẻ sẹ mình cần ôm form gọi là ngực cho mình chống trẻ sẹ thì mình cần lấy xanh cho em cái loại nó phải có một chút mút. Có loại nào mặc hở lưng không? Hiện tại mặc hở lưng em hiện đang cháy hàng rồi. Ở đây chưa có về hàng được người đẹp đợi em vài hôm nữa nhá. Con S22 này em mình lên màu trắng, màu đỏ một lát em hiện dơ màu tím và màu đen cho các chị xem nhá. Ồ oh, comment cho em hiền cái này comment em hiền nó sẽ là S26 và để lại số điện thoại cho em con C9 đẹp lắm các chị. À, uh, S22 mặc quay được không? Mặc quay được nhưng mà em cảm thấy là nó nó không có nó không có được ôm lắm đâu. Chị muốn mặc quay tôi to chị lấy sang màu khác. Quần này em hiền nó mặc không bán nhá. Cái này comment cho em hiền nó sẽ là mã S26 và để lại số điện thoại. Cái dòng này là đệm của nó tầm 3 phân nên là nếu như bác nào ngực to thì mọi người hoàn toàn có thể mặc được chứ không phải là không mặc được nhá. Không sợ bị độn quá dày đâu, ngực bé các chị mặc cũng xinh. Cái này là em hiền có màu đen này, có màu trắng và có màu đỏ, 290k cho một set. Mã dòng S thì nó sẽ rất là sexy luôn và nó Gọi là nó nhìn nó và cái hàng này nó cũng là hàng cao cấp ấy em dơ quần và màu các chị xem nhá em có màu đen là một này cái màu đen này bán rất là chạy luôn em chẳng bao giờ mặc màu đen mặc Mà màu đen các lên cháy hàng nên thôi mình sẽ nhường, nhường nhường, sân khấu cho màu đỏ và màu trắng nhá <laughs> comment này em vì là s 26 và để lại số điện thoại xem hiền ạ à. 290 k cho một set ba tư và 38 mươi tám hiền s 26 nhá coi lại con c 9 người đẹp đợi em một tí xíu em mình lên c 9 ạ c 9 của nhà em thì là một em áo đệm giày nâng đẩy đó chị Đâu rồi có xe chín đâu rồi Đệm dày và nâng đẩy nhiều lắm Đây xe chín đây Xe chín bây giờ em chỉ còn có hai màu này thôi Em hết nó. còn 36, 34 và 38 thì còn nhiều nhưng mà 36 thì em hiện đang hết hàng các chị 36 chỉ còn có vài con thôi và em cũng hết màu đen rồi Nên là bây giờ hiện tại thì bác nào ngày hôm qua mà chốt được màu đen thì rất là may luôn Năm nay không có còn, bây giờ không có còn màu đen Em chỉ còn màu xanh và còn màu cam thôi C9 của em hiền nhá, đệm dày này À, đệm mấy phân vậy? Con S26 là đệm 3 phân. Nó là gọng cứng nha các bác nhá. Không phải đâu, các chị cứ đổ tội cho ngực em đẹp. Áo lót nó không đẹp thì làm sao mà người mặc đẹp được? Người ta bảo người đẹp vì lụa mà chị. <laughs> đây con S26 đây ạ. Còn nếu như bác nào mà thích gọi là thích gu gọi là mềm, mát, thoải mái, chất vải mềm mình mặc nó không bị đau không bị khó chịu thì mọi người nên tham khảo sang con C9 này giá thành lại vừa rẻ xong người lại mặc lại mềm thoải mái và nó rất là phù hợp cho cái thời tiết mùa hè nhá còn con này thì nó hơi sexy có mút cho người ngực nhỏ mà kiểu bình thường không sexy ấy em tìm cho mẹ đây chị người đẹp nghĩ sao về em này em có mỗi màu xanh với màu cam thôi đẹp lắm comment ngay của em thì nó sẽ là mã à, mã này có bên em là C9 và để lại số điện thoại cho Đấy, C9 và để lại số điện thoại cho đây, em này là đệm dày 4 phân nhưng cái mút nó rất là mềm. Em thì em hay ưu tiên vào luôn luôn gọi là tư vấn cho mọi người mặc sang những cái gọng như này. Em cảm thấy cái loại này nó rẻ này nhưng mà chất vải của nó rất là đẹp, chẳng qua là nó là mút dày thôi. Đổi xe một đổi cho chị một cái S26 màu trắng. đơn trước mình nhận rồi bây mình đổi, mình có nghĩa là mình đã nhận được hàng rồi bây giờ mình đổi hay là bây giờ mình mới chốt đơn ạ? Còn nếu như cái gì ngày mai nhân viên em gọi điện thì chị báo các bạn ấy nhá. C9 là đệm dày 4 phân. Con này là đệm dày nâng đầy nhiều nhưng mà các chị ạ à, mặc cho em cái gọng gọng dẻo như này mặc nó không bị đau và chất liệu bản áo này bản đúc này nó rất là mềm và rất là ôm bụng ở ừ, cái là gọi là ôm lưng và ôm ngực luôn comment bên em là C9 còn hai màu thôi màu cam và màu xanh em sale các chị con áo này với giá còn 169k một áo ạ C9 và để lại số điện thoại cho em mươi 169k có loại nào mà không gọng mút mỏng không không gọng mút mỏng em nhìn có người đẹp đẽ một tí xíu nhá con bên này em là C9 với em Em còn có hai màu thôi, ngày hôm qua thì vẫn còn màu đen Nên Hôm nay là không còn một cái nào màu đen cả Hết sạch hàng luôn rồi 169 k một đá. em đảm bảo luôn Mà con này rất là mềm Chị ơi nhân viên gọi điện chốt đơn rồi mà 3-4 tuần em chưa nhận được, chưa gửi được hàng hả à? Ok chị Trinh Vũ nhá để em Để em chụp lại em kiểm tra Hàng của em thì là nước Trung Quốc Trung Quốc, Trung Quốc <laughs> à... Đơn trước Tết là ngày 2 ngày Ừ rồi, ok để em xem lại nào. Tại vì đợt này đó cả nhà, đợt này đó uh, uh, bên giao hàng uh, nó chặn rất là nhiều tuyến giao, thế nên là em Hiền không có, nó kiểu nó ngoài tầm kiểm soát, nghĩa là rất là nhiều bác gọi là rất là nhiều bác gọi là chuyển khoản cho em Hiền. <laughs> đợt này em bị khách chửi nhiều lắm các chị. Tại vì có rất là nhiều chị em Hiền có yêu cầu chuyển khoản thì em Hiền mới đi đơn lỗi đơn thì để em đặt xét khác dạ vâng ok để em kiểm kiểm tra đơn hàng nha rất là nhiều chị bị em hiền yêu cầu là chuyển khoản thì các bác rất là vẫn vui vẻ chuyển khoản thôi chuyển khoản rất là nhanh nhưng mà đến cái lúc mà đơn hàng đi hoài nó không đến nơi kêu là hôm nay mình có khách chửi là chuyển khoản ngay đi trả lại 50.000 ngay đi ngay đi à, phải gọi là nhanh nhanh À, tức khắc giống y hệt như lúc chốt đơn đi Bởi <laughs> vì là nếu như là bác nào mà mua hàng nhà em mà cảm thấy gọi là lâu quá chẳng hạn Hay là kiểu như là không thể chờ đợi được hay là shop này làm ăn phức tạp quá mà Hoài không có chốt được đơn hay là Hoài không có ship hàng hay là Hay là so cảm thấy là shop bán hàng lom rom quá không ấy, thì mình có thể là nhắn tin cho em em chuyển khoản trả lại tiền không vấn đề gì cả Tại vì đợt này ấy, các chị nó nằm ở trong cái khu vực là dịch ấy Đợt trước thì là do cách ly Cách ly thì bạn ship bạn ấy không đi ra được hàng Còn bây giờ là dịch thì các bạn ship ấy coi Các bạn ấy cũng bị Covid các chị thế nên là bây giờ nó gọi là nó ngoài tầm kiểm soát của em rồi em không thể nào giải quyết được bên giao hàng nó thích thì nó mở cái tiền đấy cho mình giao còn nó thích thì nó đóng lại hoặc là hôm nay ấy, nó vừa mở ra cho em mình lên đơn nhưng mà khi em ship đi đơn rồi nó lại hoàn đơn về cái em vẫn mất tiền ship hai lần luôn cái vì bây giờ nó bảo là do dịch rồi phải chịu thôi nên là <laughs> bây giờ các bác có dục em thì em cũng bảo thì em sẽ giải quyết cố gắng là nếu mà đi được đi được thì em sẽ đi còn không thì lại thôi lại phải đợi vậy bởi vì em nhìn cũng làm rất là nhiều bên vận chuyển nhưng mà hầu như bên nào nó cũng sẽ chặn thôi à vì đặc biệt là cái khu vực ở hải phòng nha hải phòng nó chặn nhiều lắm nó không cho đi luôn á không hiểu sao ở đâu cũng thế thôi các chị ạ à. khó khăn lắm các chị ơi Thông cảm của em Hiền nhá, chứ không không muốn bán hàng đâu Đẹp ít hơn mà kiểu không gọng có được em một tí xíu này Chị uh, nhắc sai quần áo bao nhiêu À áo lót nhà em Hiền thì đều có sai là 34, 36 và 38 Mọi người yên tâm tất cả các mẫu đều có đủ sai Có màu cam và có màu màu xanh nha các bác nhá 169 k một áo, comment em là C9 ạ Còn bác nào nhận được hàng thì em rất là mong, rất là mừng Vì nhận được hàng thì tiền và tài khoản em nó mới tinh tinh được các bác <laughs> Còn nếu mà bác nào mà nói Hiền ơi Một tháng chị chưa nhận được hàng Hiền ơi Từ ngày bao nhiêu tháng 2, bao nhiêu tháng một chị chưa nhận hàng, em biết là em tin chắc là em mất tiền rồi các bác. Là hàng đi rồi mà ship nó không có giao là tiền của mình nó cứ nằm ở cái lơ lửng lơ lửng ở đâu ấy chị. khổ thân dạ man. Ok rồi, mẫu tiếp theo này. Mẫu tiếp theo nhá, con này là C9 ạ, 169k một áo, 34 36 và 38 bây giờ lên con mỏng mỏng nhá. Mỏng mỏng như vậy không rộng đúng không ạ? Nếu như mà mỏng mỏng không rộng, em có cái con này gọng dẻo này. Gọng dẻo nó chỉ hai phân thôi nhưng mà nó đẹp xuất sắc luôn. Ồ oh. Đồ, mệt mỏi quá xếp chính là đệm dày 4 phân nhá gửi gửi hải phòng không được cả à, em không ạ à, hải phòng thì bây giờ là có khu gửi được có khu không gửi được cách đây một tuần là hải phòng là tất cả các tuyến tất cả các huyện tỉnh ở hải phòng là không có đi được đơn luôn đó chị em không hiểu sao luôn ạ là hải phòng là bên biêu điện cũng có bên viettel có bên giao tiết kiệm là ba khu vực đó là chặn hết luôn hải phòng không đi được còn bây giờ hải phòng là cũng có một vài một vài nơi đi được rồi còn một vài đơn nơi là một vài nơi bị chặn thì em không biết là cái khu vực của bác này có đi được hay không thì nói chung là bây giờ các bác cứ các bạn à, chị mới đặt một đơn 3 triệu ở Hải Phòng ấy à Rồi ok để em kiểm tra nhá Để em kiểm tra xem, chị đặt hàng nhà em hả Đặt hàng nhà em hả, đơn 3 triệu hả, để em kiểm tra Vì là, à không ạ các bác ơi Nếu như bác nào ở khu vực Hải Phòng nhá Mà đơn không đi được thì nhân viên nhà em Các bạn ấy cũng sẽ, các bạn ấy sẽ báo luôn Để tránh cái tình trạng là là khách hàng đợi lâu đó các chị Các bạn ấy sẽ nói luôn đó Nên là đơn nào mà đi được rồi thì các bạn ấy sẽ không báo đâu em mình cũng yên tâm tại vì có khu vực ở bây giờ cũng đi được rồi có vài khu đi được rồi nhưng mà đa số ở hải phòng là chặn nhiều á rồi ok ôi đợt này em nổi mụn nhiều quá các bác ơi em đợt bị nổi mụn ở đây này may trộm vía nó quần nó nổi 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 bên trong này <laughs> chứ nó nổi ngoài này chết sợ <laughs> rồi đau quá rồi tiếp theo tiếp theo quần chip à đợi em một tí xíu nhá tiếp theo này comment hỏi em hiền là mã c à, v 9 cái này là v 9 nhá con kia là c 9 con này là v 9 này em này đệm hai phân thôi có quần đằng hình chưa chưa có chị ơi có một cái là em gọi là em 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 hỏi em hết ngay được khắc cái chị chưa có chị ôi trời ơi em mong nó như gọi là mong gọi là như con mong mẹ đi chợ về vậy đó <laughs> em này comment thì em thì là v 9 và để lại số điện thoại giúp em đây các chị ơi em này thì đệm hai phân thôi nó cũng giống như con c 9 nhưng mà con c 9 là đệm dày còn con này là đệm mỏng chị nào mà ngực to đấy hay là mình không thích cần nâng đẩy nhiều mình chỉ cần mềm mát thoải mái thôi là mình sẽ mặc được con này V22 em hình có size 38 nhá thì comment thì em là V9 và để lại số điện thoại bảy 175k cho một set 34, 36 và 38 Bác nào mà không thích nâng đẩy nhiều này Hay là ngực to rồi mình chỉ cần ôm phong thôi Cần một con áo gọi là mềm mát Và con này là gen hoa trà nó rất là xinh nhá C9 và C13 khác nhau sao Hai con khác nhau hoàn toàn chị Con C9 nó là có gọng dẻo à? và nó là nâng đẩy nhiều Còn con C13 là nó không có gọng mà nó không có nâng đẩy nhiều con đấy là dòng mỏng thôi, hai con khác nhau hoàn toàn mà. Cái này bên hệ em thì nó sẽ là V9 và để lại số điện thoại cho em mình ạ, 175k bao gồm là một quần và một áo em xin lỗi các chị là em hiện chưa tìm được cái quần ở đây <laughs> chưa bỏ cái quần mẫu ra nên là đang không không rơi được cái quần cho các chị xem ạ một trăm k cho một set bao gồm một quần và một áo gen gen hoa trà cái gen này nó rất là sang và con này nó cũng giống như cái con nó cũng giống như cái con 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 c chín đấy các bác nhá tại vì mặt áo nó cũng là đúc này nhưng con này sẽ mỏng hơn này con c 13 và con v 9 à con c 13 thì nó là full gen còn con v 9 là nó có kiểu như có gen như pha đúc như này và con này nó có gọng bản thân em thì em sẽ thích con nếu như mà để mặc mềm mát hơn thì em sẽ thích con V9 hơn Còn mà để sexy hơn, gen đẹp hơn thì em sẽ thích con C13 hơn Tại vì mỗi một mã nó sẽ khác nhau hoàn toàn vào bác Ok chưa ạ? Comment em là V9 và để lại số điện thoại cho em Hiền nhá Có gọng này Nay có quần lót mới, chị Loan Mai, à, Lan Mai em Hiền có nhá 175k Màu xanh là một màu hồng là hai màu cam là ba và màu đen là 4 ạ Nhớ em Hiền là V9 và để lại số điện thoại 175k cho một set Chị Hiền mai mốt nhập cả đồ váy ngủ đi chị Ôi chị ơi <laughs> Em lười lắm Thực ra là có đấy nhưng mà lười lắm chị ơi Mặc mấy cái đồ đấy nó Gọi là mua về toàn em mặc thôi Bán thì trả bán, không biết là bán được bao nhiêu Nhưng mà cứ mua về cái nào mình cũng muốn muốn vứt hết lên tủ ấy chị Comment này, em là V9 và để lại số điện thoại nhân do em hiền nha ờ... <laughs> Rồi em cảm ơn chị Nguyễn Thu ạ à. Đây em thì lên quần mới đây này Hôm nay em Hiền có quần mới xinh lắm đấy này Cho chị nào mới vào chưa xem được quần mới nhà em Hiền nhá Thế em Hiền có mẫu quần này rất là đẹp nè Thì cái con quần này thì mã của nó sẽ là Q6 nha Em Hiền đang sale là 175 000 năm quần đối với các bác hàng nào chốt đơn hàng trên line này ngày hôm nay. Quần ren này rất là mềm mà bác nào có cân nặng hoặc là dưới 60 cân là mình sẽ mặc vừa được cái mã này. Comment thì em là Q6 và để lại số hạ các chị ơi. Quần dáng nửa mông xinh ơi là xinh. <laughs> à, uh, Comment của em thì nó sẽ là mã Q6 và để lại số điện thoại giúp em 45.000 một quần Em sale các chị trên live là 35.000 thôi Có nghĩa là 175.000 cho 5 quần Comment em là Q6 và để lại số điện thoại Gen mềm và đẹp lắm các chị dáng nửa mông co giãn Các chị đừng có sợ là quần này cứng nhá Mềm Em đảm các bạn chị là mềm và co giãn Rất là xinh luôn ạ Q6 và để lại số điện thoại Quần này em thì có rất là nhiều màu này Đẹp lắm các chị ơi <laughs> Em xin phép là không chọn màu nhưng các bác có thể nói là Ôi em ơi đừng lấy màu xanh than hay em ơi đừng lấy màu đen cho chị là được Có thể bỏ bỏ trong một set của chị được Bỏ cái màu đó ra là các bạn ấy sẽ bỏ màu này ra cho mình nhá Comment này em là Q6 và để lại số điện thoại cho em hiền à, Cái ren này nó không quá cao đâu các chị Con này là lưng thấp thấp thôi Lưng này vừa vừa rất là xinh luôn Cái này thì mà không hề bị gọi là à, Bác nào mà sợ bị bó đùi thì em đảm bảo luôn Cái này nó không bị bó đâu chứ Vì cái gen nó nó cao tận tận lên trên này mà Coi lại áo xanh vừa xong và con áo xanh vừa xong là à con C9 đây em xíu này. Q6 và để lại số điện hại cho em hiền ạ. 175 000 năm quần. Rồi mẫu quần tiếp theo là cái con gọi là cái chất nó rất là mềm nhá. Bác nào mà không thích chất ren ấy thì các bác lấy sang cái chất mềm mềm để giúp em này. Để em tí nhá. Đây. Cái này em có 10 màu rất là đẹp. Quần lọt khe chất đúc à? Lọt khe đúc em hiền có lọt khe đá thôi. Chị Hằng Leo inbox nhà em sẽ check chậm hơi chậm xíu được người đẹp thông cảm nhé Ngày mai sẽ có nhân viên check inbox cho mình ạ Con này comment em là Q9 Em đảm bảo luôn bác nào mà thích gu gọi là Gu trẻ trung gọi là mềm mềm mát mát thì sẽ rất là thích cái chất này Cũng 175.000 năm quần Q9 và để lại số điện thoại cho em Co giãn này rất là mềm và rất là mát luôn. Gen mềm xịn lắm, em có 10 màu, 10 họa tiết rất là đáng yêu các bác nhá. Quy 9 và để lại số điện thoại cũng dưới 60 cân các chị mặc vừa này. Một màu này, cái này là đám mây này. Đám mây tím tím này con này là gọi gì con thỏ à? Đó, nhiều màu xinh lắm. Con này là thỏ kem, con này là thỏ hồng này. Cái này là quy chín nhá các bác nhá. 175 000 năm quần quy 6 mặc hai bên có thoải mái không? Thoải mái chị nó là kiểu phát cao lên trên mà. Đó các chị ơi, màu đẹp lắm. <laughs> quy 9 mà để lại số lại Cái này hơi trẻ con đi xíu Nhưng mà quan trọng là nó mềm nó mát đó Bác nào thích kiểu cái gu này thì chốt cho em nhìn nhá 175 nghìn năm quần Cái mã này của nó cũng là quy 9 à, Áo nâng ngực để mặc với hở lưng à Nếu mà nâng ngực hở lưng thì khó lắm chị Nó đều gọi là nó chỉ hở lưng thôi Chứ mà nâng ngực thì nó ít lắm chị Nó không có nâng được nhiều đâu ạ hiện tại nâng ngực à, hiện tại cái mã hở lưng em hiện đang hết hàng nha các bác nha hẹn các bác vào vài hôm nữa rồi em phải lên các chị một con quần nữa này các chị comment cho em là Q35 và để lại số điện thoại giùm là một con quần gen cặp cao, có size lớn 70 cân là 70 cân em thì có một con cốt, cốt tông thôi ạ. À, comment cho em hình là mã Q35 và để lại số điện thoại giùm quần gen cặp cao. Quần này khoảng dưới 56 57 cân là các chị mà con quần này rất là đẹp luôn, ôm mông ôm bụng nhá. 175, ở à đây em xin lỗi, con quần này đang có giá là 130.000 cho 3 quần Chị bán hàng dễ thương quá hi hi em mà vẫn ế chị Không hiểu sao, không? em không hiểu sao chị Hôm nào mà được đông đông người xem mà Toàn những thành phần nào nó vào nó trêu em thôi à Dễ thương nhưng mà không, bán ế lắm Quy 35 và để lại số điện thoại giúp em 130.000 cho 3 quần 130.000 cho 3 quần Quy 35 các chị nhá Dưới 5, 6, 5, 7 cân là các chị sẽ mặc vừa được em quần này Quy 35 giúp em Hiền Áo đang mặc dành cho ngực to hay ngực nhỏ Con này là dành cho các bác ngực to Là mặc sẽ lên nó sẽ rất là xinh V9 và để lại số điện thoại gen, em Ok chị ạ Q35 và để lại số điện thoại gen. em Rồi em nhìn qua mã nhé Qua các chị một con uh, lọt khe nhé Lọt khe bằng vải á, Phải đúc á, Nhưng mà nó sẽ gọi là Nó sẽ uh, Nó sẽ gọi sao ta Nó là đá đá này Bling bling này Con này rất là sexy luôn Trời ơi Đẳng cấp luôn Quần chip gửi cảm đây chị <laughs> Comment này em hiền nó sẽ là mã à. <laughs> Cái này comment cho em thì nó sẽ là mã Q56 và để lại số điện thoại cho em 175.000 năm quần các chị ạ Bình thường những con lọt khe mà đá đá như này Không bao giờ có giá 35.000 một cái đâu Cái này nó chỉ có giá là Còn là em hiền bán gọi là bán, bán Giá gọi là giá tình thương các chị đã. <laughs> giá vì đam mê các chị Comment này em hiền là mã Q56 175.000 năm quần Có 35.000 một cái thôi Lên cúp ngực để em xíu nha à, Lấy chị màu tối dạ vâng ok ạ Comment thì em là Q56 và để lại số điện thoại cho em rồi em hiền qua các chị một ít một ít áo lót nhá. Lên một ít áo lót mà dành cho các bác mà các bác đây, các chị hỏi con mà có con nào mỏng mỏng. Mỏng mỏng nhưng mà là mỏng mỏng còn để em xem nào. Em có con nào đây mặc quay đây, áo quay đây. Em đây các chị một con áo quay dành cho các chị gọi là ngực to nhá. Áo quay dành cho ngực to nhá. Đây, áo quay dành cho ngực to đây. Có chị Thu Trịnh ơi, chị hỏi gì vậy ạ? Từ 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 Em cởi áo rồi em vẫn không quay lại chị. Chị Thu Trịnh chị hỏi gì vậy ạ? Chị có thể comment lại giúp em được không ạ? Đâu nhỏ? Ờ em bị trôi mất comment của bác rồi. Chị uh, Thu Trịnh ơi, chị comment lại giúp em với. Q56 và để lại số điện thoại giúp em. Lên mấy mẫu quần gen đi để em xíu nha. Uh, áo bản to để che mỡ lưng người đẹp để em tí em thì lên áo quây dành cho các chị ngực to trước nhá rồi em thì sẽ lên áo hở lưng à lên áo mà để che che mỡ lưng nhá ôi các chị ơi chị 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 gì vừa comment đấy quần áo nó dành cho ngực nhỏ không có chị nhà em nhiều lắm nhà em nhiều áo lót lắm like thì giờ một giờ đêm không hết đâu ạ không hết mã đâu ạ nhưng mà vì nhiều người comment này là em sẽ lên lần lượt theo yêu cầu từng bác một nha. Các bác bình tĩnh đợi em một tí xíu nha Xem áo ngực dành cho ngực nhỏ à Đây để em xíu Áo này comment này, em là C15 các chị ơi Một em áo quây Một em áo quây có gọng Quả rất là sâu Ôm ngực dành cho những chị nào mà có một cái vòng một To, chảy xệ Muốn ôm ngực không bị tụt thì chốt là em nhìn là C15 và để lại số điện cho em. Có mẫu nào cho hở hở ngực sâu à? Em đang hết hàng mất rồi của chị đẹp. Có đấy nhưng mà hết hàng thì như là bây giờ chỉ còn mỗi 34 thôi. 36 thì đang hết hàng thì một lát em sẽ lên được Em có áo khoét ngực hở sâu Nhưng mà chỉ còn mỗi 34 thôi thì phải Không còn cái nào 36 cả Áo bờ ra hiện tại đã... à, Áo bờ ra hôm nay thì đang cháy hàng rồi Em không còn một mã bờ ra nào cả à, Hẹn chị bờ ra vào một ngày đẹp trời nào khác nha Hôm qua em thì lên bờ ra hết sạch hàng rồi nhưng mà dành cho người nhỏ không mà em đi làm công sở gen mỏng dành cho người nhỏ để em xíu này. Comment hãy em hiện nó sẽ là mã C15 và để lại số điện thoại giúp em. Áo này của em là có gọng nhá và mút của nó rất là mỏng. Cái dòng này là quả nó khá là sâu. Cái quả này mình mặc lên nó sẽ rất là ôm ngực và gọn ngực. Con này không phải là dòng nâng đẩy. Nó là dòng ôm ngực và chống chảy xệ. Comment hãy em thì là C15 và để lại số điện thoại giúp em. 220k cho một áo. Áo này của em thì nó là hàng VIP nha các bác nhá hàng bích xịn luôn mã là C15 và để lại số điện thoại em các chị ngắm em hiền này màu đen là một và màu kem là hai 220k cho một áo cho em đây 220.000 C15 và để lại số điện thoại em các chị có thể ngắm đẹp lắm các chị ơi quả áo xuất sắc luôn em có hai màu màu kem và màu đen hàng này hàng của Vích chuẩn luôn các bác nha Thế nên là giá thành nó hơi cao một tí xíu nhưng mặc lên nó rất là ôm luôn Có quả áo ngang chống tụt mà dành cho cho ngực nâng Có nghĩa là mình làm ngực dối hay sao Ngực nhỏ ngực nhỏ thì mình lấy sang mẫu khác C45 hiện tại em hiện đang hết hàng em còn lẻ sai thôi bác em có thể lên C45 được nhưng mà đang lẻ sai nên là chả còn đủ để mà chốt cho các chị đâu ngực nhỏ có ôm được không con này ngực nhỏ thì mình lấy sang mẫu khác em hiền có nói rồi con này chỉ dành cho ngực to thôi nên là bác nào có ngực to thì lấy cho em ngực nhỏ đừng có lấy nhá nếu không lại họ cứ hỏi ngực nhỏ có mặc được không mới chết dở xong cứ thế là à, uh, cô đấm ăn xôi là cứ chốt cho em là em chết dở luôn em chết ngất luôn các chị về nhận hàng không vừa là quay ra đổi trả thì khổ lắm đổi hơi lâu vì đợt này nhân sự nhà em hiện đang hơi ít nên là giải quyết đơn hàng nó hơi lâu một tí xíu ok cái này có mẹ là c 15 nhớ em nhìn này con này chỉ dành cho các bác mà làm Ờ à... chị Huyền Bùi ấy, nếu mà đã được gọi đến chốt đơn là đơn đi rồi nhá à, cái này có mẹ là c 15 220 k cho một áo rồi em vừa nói em lên cái của nợ gì em lại quên mất rồi các chị em nói em lên cái gì nhở em vừa nói em lên cái gì nhỉ các chị nhờ à lên áo mỏng áo mỏng <laughs> áo mỏng mà không có gọng sợ gen gen mỏng mà không có gọng Ôi đầu óc đồ này chán lắm các chị ơi Câu trước câu sau là em quên luôn á Không hiểu em nhớ cái gì Ngực to con này không bị tụt nha Còn các chị nào ngực bé mà muốn tìm áo quây thì các chị đợi em một tí xíu Đợi em một tí Sau con này em sẽ lên một con áo mà dành cho các chị gọi là hở lưng nhá À cái gì Ghen lưng, che lưng, che mỡ nách ôi đầu óc chán quá ừ đúng rồi đúng rồi em bảo rồi đợi em sau con này sẽ lên cho chị che lưng che mũi nách ngực siêu nhỏ cái này có bên em là C13 này các chị này Con này hiện tại em cũng đang bị lẻ màu lẻ sai rồi Thật sự các bác luôn là tầm này bán hàng đó em cứ lên like nhé em cứ em cứ báo là đủ màu đủ sai còn các bác mà ngày mai nhân viên bên em gọi điện chốt đơn á thì còn cái gì thì mình chốt cái đó giúp em chứ đợi hàng về tầm này nó rất là lâu c 15 ngực chảy có mặc được không dạ c 15 ngực chảy mặc được tất ngực to cứ ngực to cho em hiền mình chỉ gọi là đại loại là mình muốn tìm một con áo quay này dạng quay mà ôm ngực thôi vì ngực mình to rồi nó ôm ngực gọn ngực cho em và không nâng đẩy thì mình mặc đẹp và mặc nó không bị tụt là chốt được cho em còn bác nào muốn nâng đẩy thì không nên lấy cho em ok chưa cho ngực làm rồi, áo quay cho ngực làm rồi Ngực làm rồi thì mình mặc miếng dán ngực cho em Mình dán cho em hai cái miếng dán silicone vào cho em là xinh rồi Không cần phải mặc áo quay làm cái gì cho nó nóng bức cả bác ơi Rồi, <laughs> mua cái miếng dán đầu tiên như thế này này Quay thì cần gì, có ngực rồi thì cần gì mặc áo làm gì Cái xu hướng của em khi mà làm ngực kia các bác là, là kiểu là là thoát khỏi để gọi là để không phải mặc áo lót đấy. Thế nên là nếu như bác làm rồi, bác dùng cái miếng dán này này, Cần gì phải áo lốt làm gì cho nó nóng lúc ra làm gì <laughs> Cái hộp này em thì đang bán có 80.000 cho một hộp thôi là nó còn 5 đôi Dùng được rất là lâu luôn <laughs> à, Mình bikini, à bikini em thì không bán Bikini gì? Rồi cái này comment thì em hiền nó sẽ là mã C13 và để lại số điện thoại nhá Con này thì cái quả áo nó rất là đẹp Đối với những cái quả áo này thì ngực bé các chị vẫn có thể mặc được Và cái dòng này nhá nó không có gọng đâu Mặc lên nó rất là mềm và có độ tạo khe Nhưng mà con này nó kiểu như là nếu như tạo khe thì cũng phải là ai mà có ngực khe là làm ngực hay là ngực to Ngực chảy xệ thì mặc sẽ tạo khe rất là ok Còn ngực bé thì cũng mặc được nhưng mà nó không có nâng đẩy nhiều Cái này comment thì em là C13 và để lại số điện thoại cho em hiền Đơn của mình đi chưa bạn Mình đã gọi điện chốt đơn cái là đơn đi luôn rồi các bác yên tâm nhé, nếu mà được nhân viên bên em gọi điện chốt đơn là đơn đi rồi, không cần phải hỏi Thì là hỏi em có thật sự các bác là em không biết Giờ <laughs> này em không biết luôn đó chị <laughs> Bởi vì là hầu như là lên đơn thì các bạn đi sẽ gọi điện chốt đơn Nên là em thì Em biết <laughs> Con bên này em là C13 Và để lại số điện thoại cho em Chị nào mà thích mỏng thôi Nhưng mà vẫn có độ ôm ngực Thì các chị sốt sang của em hiền con này 169k Em có màu này sẽ gọi là màu trắng là một này Màu rêu là hai này Màu đỏ cam là ba Và màu đen là 4 này. 169k cho một áo 34, 36 và 38 Con này em hiền đang lẻ sai tất cả Lót của nhà em hiện, hiện tại đang trong tình trạng là bị lẻ màu và lẻ sai thế nên là mình cứ comment chốt đơn cũng chưa chắc là đã, đã được chốt đơn đâu lỡ may mà gọi thì, à, em ơi cái xe 38 thì nó chỉ còn có màu này thôi chẳng hạn thế mà mình ok mình chốt đơn rồi em hiền nhá do đợt này là nó đang bị um, đóng biên nên chưa có hàng về nên em không có thể phục vụ các chị được em hiện đang có bốn màu như thế này màu trắng là một màu xanh là hai màu đỏ cam là ba màu đen là bốn ạ comment thì em là c 13 và để lại số điện thoại cho em à, mua hàng không đặt cọc trước được không? Dạ không ạ, mình phải đặt cọc trước của em hiền nhá có sẽ có những cái trường hợp là em hiền có yêu cầu cọc thẻ trước nên là các bác vui lòng các bác chuyển khoản trước giúp em hiền nhà em hiền không có yêu cầu khách chuyển khoản à, à có yêu cầu khách chuyển khoản 100% đối với những khách hàng nào mà đã từng bom hàng nhà em rồi thì lần sau quay lại mua hàng nhà em thì auto phải chuyển khoản 100% đơn hàng thì em mới đi đơn còn bác nào em hiện có yêu cầu chuyển khoản là còn không bình thường em chỉ yêu cầu chuyển khoản 50 000 thôi nay về mẫu gì nâng đẩy mới em ôi trời ơi em vào đầu like rồi lên đầu like em phải lên sóng ngay đầu like rồi chị à, hôm nay em có về một cái con mà Giá thành nó hơi cao tí chứ nhưng mà nó đẹp lắm chị, nó xuất sắc lắm. Chị Hiền làm sao? Chị Hiền làm sao? DT làm sao? DT là sao hả à, chị? Dễ thương à? Ôi, mình thông minh quá rồi rồi. Bình thường là mấy cái chữ này em không dịch được đâu chị nhá. Cái này có bên em là C13 và để lại số điện thoại giúp em. Ôi chị ơi, cảm ơn chị. 169k một áo. em hôm nay em về mẫu này xinh này chị này. Số này đẹp này. Ôi nhưng mà giá nó cũng hơi cao đấy Thực sự luôn đấy Em thấy giá nó hơi cao nhưng mà Đẹp chị Chốt được Chốt đi Đấy Hôm nay về mẫu này rất là đẹp này Size 42 vừa à, Em lại không có size 42 Bán cho con ốc Um, em mới mua cái này màu cam rồi chị thích chị có thích kiểu dạng như thế này không chị có thích kiểu dạng như thế này không thì để em lên những cái mẫu mà dạng dạng như thế này tại vì cái áo này thực dạng nó là cái dạng rộng mà không có gọng đấy đây em lên các chị con này con này là mẫu mới đẹp lắm này các chị này em thích cái mẫu này lắm rất là xinh luôn con này thì mút của nó tầm 3 phân nhá uh, <laughs> cái này cái cái này mút của nó tầm 3 phân nhá các chị yêu nhá con này thì bản thân em là thấy là giá nó hơi cao một tí xíu nhưng mà cao hơn so với mặt bằng chung mà những cái mẫu mà em đang bán ở đây thôi. Chứ mà cao hơn shop khác thì em đảm bảo luôn là em vẫn là bán rẻ hơn các shop khác. <laughs> Yên tâm đi, mẫu mới rất là xinh luôn ấy. 3 tỷ 6, báo giá luôn là 360. Nhưng mà em sẽ để các chị trên live giá là 330.000 cái mẫu này, mẫu mới đẹp lắm. Lên à sau con này nhá, em xin lỗi chị, em hứa em thề với chị là sau con này em sẽ lên áo hở lưng à, em sẽ lên áo mà để mặc gọi là che mỡ lưng che mỡ nách em lên cho chị ba mã luôn em hứa với chị luôn em lên ba mã luôn đây này con mẫu mới này đẹp quá trời các chị <laughs> xinh lắm các chị ơi nó xứng đáng đồng tiền bắc gạo luôn đó các bác <laughs> comment hỏi em thì nó sẽ là mã <laughs> mã này comment hỏi em thì nó sẽ là mã gì nhở à, v 11 v 11 và để lại số điện thoại giúp em xinh xẻo luôn <laughs> V11 và để lại số điện thoại cho em mã này à, C13 lên lại đi chị Ồ em dơ rồi thôi qua mã mới chị Đây C13 của em Hiền đây 169k chốt thật là nhanh cho em Hiền 169k một áo Có bốn màu như này này Rồi mặc lại làm gì nữa Màu đỏ cam Màu màu này sẽ là màu xanh à, Màu kẹ, màu trắng Và màu này nó sẽ là màu đen Rep inbox em với hả inbox ngày mai mà có người trách nhà tầm này các bạn đi chơi mùng 8 tháng 3 hết rồi có <laughs> mỗi một mình em vào đây mỗi một mình em livestream thôi mai tiên ơi đợt này em hiện bị hết hàng mất rồi chị ạ à. hẹn chị vào một uh, vài ngày nữa nhá đợt này quần lót em 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 về ít lắm đợt này quần lót em kiểu bị hết hàng ấy nên bị hết hàng đó đợi em về cứ follow em hiện đi mấy hôm nữa lại em về quần lót xinh xinh thì mình chốt đơn sau nhá Em có hai màu thôi. Comment em là V11 và để lại số điện thoại cho em. Màu này sẽ gọi là màu xanh là một này, màu này sẽ là màu kem là hai, 330k cho một set bao gồm một quần và một áo. Comment em nhìn là V11. Inbox của chị ấy, em hỏi chút. Có nghĩa là bác inbox riêng cho em hả? Và, và 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 nick Facebook của em hả? Thế để một lát em kiểm tra nhá. Comment em thì là V11 và để lại số điện thoại cho em. 330k. Con này ngực nhỏ mặc đẹp chứ ngực to quá lại mà không xinh đâu các chị. Con này là kết quả nó cũng khá là nhỏ các bác nhá. 200 ở đâu? 330k cho một set bao gồm là một quần một áo màu đẹp quá trời luôn. Trời sang 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 sang. <laughs> V11 và để lại số điện thoại cho em. Dạ vâng ok một lát nữa em kiểm tra đi nhắn nhá. Bây giờ em đang like bác ơi. À, bây giờ lên áo lên áo lên áo áo gì nhỉ? Lên áo. Che lưng che mỡ nách. Ghen lưng, ghen mỡ nách đây Nào, một em áo gọi là Ghen lưng, ghen mỡ nách đâu rồi Đây, ví dụ như em này Quá là ghen, quá là đẹp đi Mặc màu cam sao nó rực rỡ nhá Ờ à, cái gì Lên áo điểm giày 5 phân à Đây, che lưng, che mỡ nách đây V11 ạ, à? set đang mặc là mã V11 Chị yêu nhá, 300, 330k cho một set Ngực 95 có có quây không ạ? À? Ờ ngực 95 là ngực to đúng không chị? Em có lên con quây là con C15 ấy, con áo này là áo cổ bích hàng chính hãng luôn. Mặc lên nó rất là gọn ngực và ôm ngực luôn á, đang sale với giá là 220k thôi. 220 000 thôi. Mẫu tiếp theo này. V11 là 330k nhá, bộ này đẹp lắm các chị, xuất sắc quả đất luôn đó các chị. Em có hai màu màu xanh và màu màu xanh và màu uh, màu xanh và màu gì nhỉ? Màu này gọi là màu kem Chắc rồi nói nhiều quá liệu quá chị, bây giờ làm thế nào rồi? em em nghĩ xong mà bây giờ kiểu em đã bị nói nhiều rồi này, ấy. nếu như mà lỡ mà em đẻ thêm một em bé nữa, xong rồi em lại uh, ham ham tiền, em lại đi livestream sớm, thì chắc là em liệu thật thật luôn. Bây giờ đã liệu rồi, đúng không các chị nhỉ phải không nhở? mình mà kiểu mình đẻ xong sớm mà mình nói nhiều quá là mình bị liệu đúng không? Bây giờ là em thấy em em bị liệu rồi này hay cãi nhau với chồng nhiều quá mặc v 11 màu xanh đi đợi em tí xíu nhá cái này che lưng che mũi nách rất là đẹp luôn em ơi con này là tuyệt vời luôn chị ơi mặc mềm thoải mái lắm con này là sinh ra là dành cho mùa hè nhá bác nào mà kiểu như là con này thì nó sẽ không có nâng ngực đâu nó ôm ngực thôi đó cái quả áo nó khá là to quả áo nó to để nó ôm được ngực để mình mặc cái 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 dòng ngực của mình nó không bị nó không bị trồi ra ngoài đó các bác và bản áo này to ghen lưng ghen vỡ nách và bản áo nó là bản đúc các chị mặc cái bản này nó rất là mát luôn á rất là nhẹ luôn comment thì em mình là C5 và để lại số điện thoại cho em cái này lẻ áo thôi em sale các chị con áo này với giá là 165.000 trong một áo giá cũ đó của nó là 199k nhưng mà do hết hàng rồi em còn lẻ sai bây giờ áo lót nhà em lẻ size toàn lẻ sai thôi em sale các chị còn 165.000 C13 là lẻ áo thôi chị Vân Hà nhá em lên bảng màu các chị đẹp lắm ạ comment thì em là C5 và để lại số điện thoại cho em em có màu đen là một em có màu vàng chanh là hai màu kem là 3 và màu em thì đang mặc là màu cam. 155k cho một áo 34 36 và 38. Mã của nó là sẽ là C5. Đó, C5 và để lại số điện thoại cho em. Ngực nhỏ mà có được mặc áo này không? Mặc được thoải mái nhưng mà nó không có độ nâng đẩy thôi. Mình muốn ghen lưng ghen mỡ nách thì mình mặc áo này gem em. Mẫu nào mặc áo dài mà cho gọn mà đẹp, mặc áo dài nhé, thực ra là chị ngực to ngực bé. Comment này em là C5 và để lại số điện thoại cho em hiền nhá. 2 giá của chỉ có 165 000 thôi c hai C13 là đệm mỏng, chị đệm nó mỏng tầm 2 phân là giống như con này thôi. Nó là gọng nhựa gọng dẻo ấy chị, gọng mềm lắm đây này nó không phải là gọng cứng đâu. Em thì em á, em rất là tôn thờ và em rất là thích cái gọng này, em không thích gọng cứng một tí xíu nào cả các chị. Trừ khi mà mình phải ngực mình chảy xệ ngực mình to hay là mình cần sexy thì mình mới gọng mặc gọng cứng thôi. Chứ gọi là cái gu của em là phải mềm mát. <laughs> quần tàng hình hết hàng rồi. Trời ơi, đợt này các chị hỏi quần lót nhiều quá không bán được hàng suốt ruột kinh khủng luôn á. Còn bên này em là C5 nha 165k cho một áo 34, 36 và 38 Còn nếu như mà các chị mà thích gọi là sexy hơn này Vừa ghen lưng ghen mưa nách mà thích đẹp hơn Màu xinh hơn xịn hơn phong gọi là Phong sexy thì các chị có thể tham khảo sang cái mẫu này giúp em Đây các bác tham khảo sang mẫu này Em đi tìm nó ở đâu rồi Đây chốt ngay hộ em hiền con này Em đảm bảo với chị luôn là hết nước chấm luôn Xuất sắc cuộc đời luôn Con V19 này che lưng che mỡ nách đây này 34, 36 và 38 cho em hiền nhá Ôi chị ơi chị lấy ngay con này cho em Chị chốt ngay cho em con này Mặc áo dài con này bao đẹp luôn em đảm bảo các chị luôn tại sao em đi xui các chị một con gọi là ren mà lại mặc áo dài đừng ai chửi em nha các chị mặc áo dài cho em con này 10 điểm <laughs> 10 điểm luôn đây này để em tí đợi em đợi em cái này mặc áo dài đẹp rất là đẹp luôn <laughs> đây nha cái dòng nửa quả đó Em có nhấn mạnh là dòng nửa quả thì nó trông kiểu như là nó khoe ngực mình nhiều hơn này C1 đợi em xíu nhá Con áo này các chị có thể mặc quay được cho em nhá Áo này nó có một cái uh, Nó có một cái đường sau bản áo của nó khá là to Vậy nên là khi các chị mặc con áo này thì nó có cái độ ôm lưng Các chị mặc quay cho em Hiền đảm bảo các chị luôn là không bao giờ bị tụt Ở chỗ này chỗ dây áo này nó luôn luôn có một đường keo này thì cái đường keo này có độ ma sát thì nó sẽ kiểu bị chống nó sẽ cũng sẽ là gọi là chống tụt đấy hôm nay mới gọi điện chốt đơn thì khoảng bao lâu sẽ nhận được hàng nếu bác ở lân cận lân cận ở kiểu như là gọi là quảng ninh hải phòng hay là cái gì mà lân lân cận hà nội thì không sao nhận được hàng luôn còn xa xa thì hai ngày còn xa xa nữa thì ba ngày xa xa nữa thì một tuần xa xa nữa thì 10 ngày <laughs> cái này ăn may lắm chị nếu <laughs> đùa đấy hai ba ngày bác sẽ được hàng nhá con áo này dáng nửa quả nó rất là ôm ngực luôn Và các chị ơi mặc quay được cho em hiền này Áo này các chị có thể là ghen lưng ghen mỡ nách thì rất là đẹp luôn đó các chị Nói chung là con áo này xuất sắc luôn Đệm con này tầm 2 phân dưới vậy nên là các chị ngực bé ngực to các chị hoàn toàn mặc được Và áo này nhá Em khuyên các chị là nên mua mặc áo dài Có bạn em là V19 đi Để em đảm bảo chị loại em Hiền đang bán rẻ nhất so với so với giá thị trường là 100.000 cho một bộ này Không ở nhà nào có giá rẻ hơn đâu Các chị cứ chụp ảnh Nhà em có ảnh và bây giờ là hầu như gọi là những shop nào bán cái mẫu này của nhà em Bán cái mẫu này giống mã, Bán giống cái mẫu này thì hầu như 100% là đều lấy hình ảnh của nhà em V19 và để lại số điện thoại cho em thì giá rẻ hơn so với giá thị trường 100 nghìn Còn nhá Tại sao em lại sư các chị mặc áo dài được Tại vì này Em cho các chị xem Em hiện đang mặc một con áo nó rất là mỏng <laughs> Một con áo siêu siêu mỏng luôn <laughs> Ngực nhỏ mặc được không Con này ngực nhỏ mặc được ngực to mặc được Áo này hay C13 mặc đẹp hơn con này xinh hơn chứ, con này sexy hơn C13 chứ. Không <laughs> không comment được ảnh hả? Đây các chị ơi, em hiện đang cầm ở đây là một con áo gọi là cái áo này là áo giữ nhiệt đi, nó mỏng tang à. Nó rất là mỏng đâu rồi, kiểu này. Như nào là cổ nó này, chắc là đây à. Đây. Em cho các chị xem, mặc lên nhá, nó không lộ vân ở một tí xíu nào cả. Vừa ghen lưng mà vừa vừa ghen mỡ nách thì các chị à, mặc áo dài hay mặc cái áo sơ mi mỏng cho em thì không sợ bị lộ đâu. Đây các chị, nếu mà lộ thì cái gen này sẽ lộ trước rồi, cái gen này nó rất là lì các chị. Gen này nó lì lắm. Đây, các chị ngắm của em Hiền Xem là nó có bị lộ không Đó, ngắm của em Hiền Đẹp dã man luôn các chị, đẹp xuất sắc luôn Nó không bị lộ vân áo đâu các chị ơi Comment về em Hiền nó sẽ là mã V19 Và để lại số điện thoại cho em Hiền nhá Đẹp, em dơ bằng màu, em có màu trắng màu hồng ấy chị. Này cái áo này của em mỏng, mỏng tang à Nó có bị lộ gì đâu Xuất sắc cuộc đời, nó ôm hết à. Ôm hết rất là gọn luôn. Nó không bị lộ viền đấy các chị Quả áo này xuất sắc, à. em thích cái quả áo này lắm Và cái mã này nhá Bây giờ shop nào cũng đang bán là 360 năm ngoái. À thế nhỉ. Năm ngoái nhá, năm ngoái bán là 330 000 Nhà em vẫn bán là 260 000 Năm nay các shop người ta đều tăng giá là 360 000 hết, không có nhà nào bán dưới 330 000 nữa. Nhà em vẫn bán 260 000 mã này. Bán vì đam mê con này là có gọng, nâng đẩy rất là đẹp luôn. Comment này em là V19 và để lại số điện thoại xem. 260k không có phép em mình lên bằng màu cho chị xem nhá cái này có cả quần và cả áo. Con này các chị mặc quay được cho em, mặc áo dài và áo sơ mi mặc thoải mái đi, form đẹp các chị. Ngực to trẻ dễ mặc được. Đây này, áo này nâng hơn V20, V2 nâng như nhau. Nó nâng như nhau chị, hai con này form nó như nhau. Con này em là V19 nhưng mà em em sẽ thiên về con V19 hơn vì em cảm thấy con V19 nó đẹp hơn nữa các chị. 260k trong một set 34 36 và 38. Cả quần áo là 260 000 thôi. Đó, em dơ bảng màu của chị nhá. Em có màu Em có màu hồng là một này Em có màu uh, Màu này sẽ gọi là màu trắng này Đây sẽ là màu đỏ này Và màu này sẽ là màu uh, màu đỏ màu đen đó. V19 và để lại số điện thoại 260k Hiện tại là em hiện đang có đủ size 38 sắp hết Có 2 tỷ 6 thôi người đẹp ơi Có 2 tỷ 6 cho một set thôi Quá là rẻ đi Đây Mặc quê cho em thì rất là ôm luôn Em đảm bảo mà con này siêu ôm nha các bác nha V19 và để lại số điện thoại Áo nào siêu nâng độn dày dành cho ngực lép không? Có chứ. Em có con V8 là siêu nâng luôn. Chị mua nhà em mua con V8 này, mua con V6 này. Một trong hai con đấy nâng nhiều lắm. Ok chưa ạ? Comment hay em là V19 và để lại số điện thoại cho em. Cả quần gá và có 260 000 thôi. Bra hiện tại em hiện đang hết hàng nha các bác nhá. Ai bác nào chốt bra mình đợi hàng em khoảng mấy ngày nhá. V19 em có đủ màu mặc sướng luôn ạ. À. Thank you người đẹp nha. Và bác nào gọi là muốn đẩy ngực nhiều, này muốn độ nhiều, nâng đẩy nhiều thì mọi người nên tham khảo sang con đó. V8 giúp em V8 mặc đẹp quá chị Đệm dày, nâng này nhiều Siêu siêu nâng à, Nếu như mà quần riêng thì hiện tại em hiện có nhá Thêm miếng dán bên chị vào Nó có bị rỗng không? không? Không không rỗng đâu chị ạ Con này em nghĩ là ngực bé khách Em có rất là nhiều khách ngực bé mặc cái mẫu này Đều rất là ôm, không bị không bị rỗng đâu Nên không cần thể phải thêm mút vào đâu bác ạ Không cần phải thêm mút em đảm bảo luôn Đẹp cực kỳ luôn á 260k trong một set thôi bao rẻ các chị em bán con này gọi là bán vì đam mê con này em không tăng giá luôn á shop nào nặng tăng giá con này à, quần lót bán lẻ em hiền có quần lót nhá người đẹp đợi em một tí xíu này em lên cho chị con quần lót <laughs> mấy má quần lót bây giờ em cứ lèo tèo lèo tèo còn vài set em cứ kiểu nửa muốn bán nửa không muốn bán ấy chán dã man V19 và để lại số điện thoại xem Hiền ạ 260k cho một set 34, 36 và 38 cho em hiền nha Có chỉ cần comment một lần là em hiền thấy đơn nhá Có áo cho người béo ít độn không vậy Em có chị Nga Nguyễn em có đấy Có áo này dành cho ngực to mà nâng đẩy nhiều, nhiều nữa không ạ Dành cho ngực to thì cần gì phải nâng đẩy ngực to Chỉ cần ôm form thôi chứ Em thấy con quần ghen trên tường á chị Còn không à, Con quần ghen em hiền còn nhá Em thử lên V19 ngược lép đi, ngực ngực lép không nên lấy V9 đâu người đẹp ơi. À, bạn ơi Inbook mua hàng dép xong không thấy chốt đơn cho mình thế. Ôi thông cảm với em hiền nhá, tại vì đợt này đó, nhân viên nhà em là <laughs> có ba bạn dính Covid hết rồi, thế nên là các bạn ý các bạn ý làm việc nó hơi chậm một tí xíu. Các bác thông cảm với em hiền nhá. À, chị ơi rất là nhiều chị mua V chín hoặc là các chị hầu như là các chị mua nhiều sản phẩm khác của nhà em các bác đã mua nhưng mà các bác mặc bị rộng đó thì em nghĩ là thứ nhất là do làm cái quả áo mình đang mặc chưa đúng em nghĩ nhá các bác thứ nhất là các bác chỉnh cái dây áo cho em hoặc các bác xem là áo mình mặc có bị rộng hay không vì là thứ nhất là áo mặc rộng thì nó cũng sẽ bị bửa ra chứ không phải là chứ không phải là ngực mình nó không có thứ hai là khi mọi người mặc ấy thì mọi người lấy tay mọi người vét ngực lên cho em ai cũng thế bản thân em bản thân em khi mà tự, mỗi một mã mà em đứng ra cho các chị là bên trong là cái tay em phải đẩy ngực lên thì nó mới có khe ngực được hoặc là mình chỉnh của em nhìn cái dây áo đường sau này dây áo đường sau thì mọi người đừng có mặc kiểu như là mọi người nên mặc cài vào nút nút trong cùng nút trong cùng cho em nếu mà vẫn thấy rộng thì mình đổi size cho em hiền thì bên em có hỗ trợ đổi size cho khách hàng mà à, cái này comment thì em thì nó sẽ là mã v 8 nhé rất là nhiều chị đang khen con v 8 này mặc thử áo thì cho ngực lép đi đây con này đây mặc lên nó rất là nâng luôn chị bản thân em thì mặc gọi là nó bị ụ, ụ, ụ lụ luôn á <laughs> con này đang sale với giá là 100 175 k bao gồm một quần và một áo còn nếu như bác nào mà bác nào mua áo như em thì gọi là bốn năm phân đấy mà mặc nó bị bửa ra thì cũng là do có thể là do là ngực mình nó không có mà mình chọn áo dày quá. Không phải là cứ không có ngực là mình phải chọn áo thật dày đâu nhá. Các chị trải nghiệm cho em cái dòng 3 phân em đảm bảo luôn cái con 3 phân là cái con gọi là dễ mặc nhất có thể. Mặc nó ôm ngực nhất có thể và trong đấy khi trong đó con 3 phân thì nhà em hiện đang có con C1. Con này em hiện đang sale giá rất là tốt luôn. Chị cài nút trong rồi thế thì mình chỉnh lại cái dây áo này về mình cài lại nút ngực của em hiện này. Nếu như bác mới mua hàng nhà em nhé thì bác inbox lại, bác mặc không ưng bác inbox lại em hiện đổi hàng cho bác. Bác có thể lấy xuống một size cho em có là Bác lấy sang cái con mỏng hơn cho em một tí xíu chứ đừng ham dày. Nhưng khách nhà em thì em tư vấn cho mọi người là em hiện không có bán loại quá dày chỉ trừ khi mà mình muốn độ thật là nhiều thôi thì mình mới mặc dày cho em không thì mặc hàng mỏng mỏng thôi, vừa vừa tầm 3 phân là nó ôm ngực là lên rất là xinh luôn. C1 đợi chị em hiện lên nhá, có C1 em hiện đang sale. Bán nốt là hết hàng không về hàng nữa. bên <laughs> thì em là V8 và để lại số điện thoại cho em, cái dòng này là đệm dày 5 phân đó các chị. Con này là rất là dày và nâng đẩy luôn. 175k bao gồm một quần và một áo. Em cho các chị xem cái quả bút nha. Cái quả mút này nó là dáng quả xoài các chị nó nâng nhiều lắm. Con này nó đầy từ hai bên này này. Đó, áo hổ lưng hiện tại em hiện đang hết hàng rồi. Em đang hết hàng các bác. 175k cho một set 34, 36 và 38 ngược to muốn nhưng hơi sệ nên muốn tìm áo nâng đẩy. Chị mặc xem em tầm 2 3 phân là rất là đẹp. Cái này của em là hàng có gọng này. Hàng à, em xin lỗi hàng này hàng không gọng nhá, nhưng mà nó là mút đệm hơi, cái dáng mút nó nằm nghiêng, Ôi mút đẹp lắm các chị 175k cho một set 34, 36 và 38 Con này em chưa làm ai thất vọng không Em bán gọi đâu đó không? Bạn nào là làm một khách thất vọng Các chị Không chị chị treo là con này mút mỏng quá Bình thường chị mặc mút 10 phân thôi thế em không hiểu mút 10 phân của chị là như thế nào Bình thường áo lót các chị Các bác ngực bé các bác mua mỏng cho em thôi Tầm 3 phân 4 phân Cần độn lắm thì lấy 5 phân cho em thôi 5 phân là quá đỉnh rồi Chứ mà lấy mà lấy gọi là lấy giày quá mặc nó bị bửa ra luôn á Chứ không phải là cứ dày là ôm đâu bác nha V19 ngực bé mặc đẹp Comment hãy em mình là V8 và để lại số điện thoại cho em hiền ạ. 175k cho một set 34, 36 và 38. Màu kem là một đen là 2, cam là 3, tím là 4, xanh là 5 và màu nâu là 6, 175k. Bao gồm là một quần và một áo cho em. Nhớ em hiền con này là đệm dày 5 phân và nó không có gọng. Nó rất rất là nâng ngực luôn, siêu đỉnh các chị. Con này mềm lắm. Yên tâm là mà con này nó không bị nóng đâu, mút đệm hơi. Này. Em phải đang bóp mút của nó đi. Đang bóp 5 cái mút lại với nhau đây này, siêu mềm. V8 và để lại số điện thoại cho em con C9 này em tự tin nói với chị là con đấy rất là đẹp nhưng mà cũng có chị mặc sẽ bị bừa. Ngay cả con V8 cũng sẽ có khách mặc bừa thôi bởi vì là nếu như mà mình ngực quá bé thì mình sẽ bị bừa. Thế mình chọn cho em những áo vừa vừa thôi chẳng hạn. Nhưng mà con này mặc xinh các bác ơi Mình nhận áo rồi, mang đẹp nè Em cảm ơn chị rất là nhiều nha Còn bác nào đó thì áo lót nhà em Thì em không đảm bảo 100% là 1.000 khách hàng Hay là 100 khách hàng mua thì 100 khách hàng đều ưng Nhưng mà sẽ có những chị tùy theo cơ địa Hay tùy theo cái form ngực của mình á Mình mặc lên nó nó sẽ không được ôm ngực lắm Thì mình nếu mà mình không thích về cái sản phẩm đó Mình có thể inbox giúp em là cho chị đổi sang sản phẩm khác thì nhà em hiền vẫn vui vẻ đổi hàng cho khách thoải mái để đến khi nào khách ưng thì thôi nhá các bác nha. Ok chưa? ạ. V8 mà để lại số thẳng cái này mình cứ phản hồi với bếp của em hiền nhá để các bạn nhân viên bên em các bạn, đi, các bạn đi hỗ trợ cho mình. Cứ không mua về mà không ưng thì không vừa xong vứt đi phí lắm các chị. Xong rồi các chị lên like các chị nói em thì em, em cũng cảm thấy gọi là mình cũng cảm thấy là sẽ là không vui vẻ lắm Tại à, vì là mình bán hàng cho khách mà khách mặc không mặc được Mình không thích lắm đâu nha Không thích một tí xíu nào nha Đó, nên là các bác cứ inbox để các bạn ấy phản hồi Để các bạn ấy giải quyết đơn cho mình nha Rồi lên nốt để con ba phân này con ba phân là cái con an toàn nhất quả đất luôn Con ba phân thì không ai chê bị bửa ra luôn Các chị đừng có ham quá dày nhá Không cần chọn quá dày đâu Nó cứ vừa vặn cho em là nó rất là xinh Đây con C1 nhà em đây Ôi màu đẹp quá các chị ơi Màu đẹp lắm Đây Xinh xẻo xinh xẻo các bác ơi C1 xinh lắm Để ba phân rất là xinh luôn đây mà con V1 cho các chị xem Thế tóm lại là hôm nay các chị đã được nhận quà mùng 8 tháng 3 chưa? Ai không được quà điểm danh cái đi? Giơ <laughs> tay một cái xem nào. Giơ tay một cái lên xem nào. Ôi thật mà em khách nào mà kêu là than thở với em là chị mua nhà em rồi ấy, chị mua cái này, chị mua cái kia mà mặc nó không có đẹp ấy. Các chị không có ưng ấy, em cảm thấy áy náy lắm các chị. Em áy náy lắm. <laughs> em mất ăn mất ngủ ấy <laughs> ok mẫu tiếp theo ai nấy chứ tức là ví dụ như một hai người chơi thì có thể là do cơ địa người ta hay là do cái phòng người ta mà nhiều người chơi quá chắc chắn là cái sản phẩm mình kèm chất lượng rồi <laughs> em nè <laughs> em điểm danh số 2 là em <laughs> chả để ý gì cả và trước ấy thì mọi năm trước thì vẫn gọi là vẫn có một tin nhắn không chả có tin nhắn chả có gì cả <laughs> uhm trước chị đặt do hạ đợi hàng Ờ uh, ok chị lương nhé để em để em kiểm tra đơn hàng nhá mấy hôm nay là nhân viên nhà em các bạn đi um, em chụp lại ảnh rồi để em kiểm tra nhá <laughs> Chả quà gì đâu cả nhà em đang covid đây này covid vẫn vui covid vẫn vui không vấn đề gì cả nhà em thì ba bạn nhân viên bị rồi không biết là đến bao giờ đến mình bị thôi xác định rồi tinh thần thật, thật sự là thoải mái khi mà bị covid phải thật sự là thoải mái bị cái gì cũng thế thôi Tinh thần phải thật sự là thoải mái các bác ơi Không vấn đề gì đâu ạ <laughs> Rồi không cần gì quà, bây giờ là mình là người lớn rồi mà đúng không Mình trưởng thành rồi cần gì quà đâu các bác Nhưng mà có vẫn vui nhỉ <laughs> Chị phải gửi hàng qua Mỹ nhanh giúp chị nha Dạ vâng ok chị nha Ok chị Lương để em để Em kiểm tra nha Em chụp lại ảnh rồi Bán bộ mặc ở nhà không ạ à? bộ mặc ở nhà hiện tại thì nó không có tiếp theo con c 1 bạn ơi có mẫu quần ren chất đẹp bán riêng quần không ạ à? chỉ đợi em một tí xíu nhé em còn con c 1 này mặc đã lắm nha mọi người cảm ơn rất là nhiều nhá à, áo dây chị nhận được chiều nhưng chật em ơi nếu mà mình nhận được hàng mà chật thì inbox cho em hiện đổi sai cho chị nhé sao bà xã của anh mua của em về mặc xấu hơn đấy <laughs> <laughs> Khó trả lời ghê luôn đấy <laughs> Thế thì chắc là do chọn mẫu chưa đúng rồi Inbox này em đổi hàng cho này Đổi đến bao giờ ưng thì thôi này <laughs> Comment này em thì là C1 và để lại số điện thoại cho em Thì như em thì còn nói nếu như bác nào ngực quá bé Hoặc là mình không thích đệm dày quá mà Mình chỉ cần muốn ôm form thôi Có độ nâng đẩy vừa vặn thôi Thì mọi người nên lấy sang cho em cái quả 3 phân Hầu như là em bán những cái quả 3 phân thì không ai chê luôn đó cả nhà Các chị đều rất là khen Uh, ship ra hàng chuyển khoản rồi hôm nay em mới thấy thấy tính tiền sai hàng chị bà nhân Ok Ok Ngọc Khẩnh nhá Ngọc Khảnh ơi mình inbox giúp em thì ngày mai các bạn ấy chuyển khoản à, các bạn đi sẽ trách lại tiền nếu như mà sai tiền thì các bạn đi sẽ sẽ chuyển khoản lại tiền cho mình nhá Uh, cái chị đang mặc cực nhỏ mặc được không Cái mình đang mặc là ngực nhỏ mặc rất là đẹp Nó vẫn nâng đẩy ngực và nó rất là ôm Em đảm bảo luôn mà con này nó không bao giờ bị bửa luôn Các chị nhá, các chị ngực bé, các chị mua cho em cái quả Mà nó có cái gen, cái gen nó kiểu đi lên trên này một tí xíu này Nó sẽ ôm ngực hơn rất là nhiều Như con này và con V6 Hai con siêu siêu nâng đẩy luôn Con V6 đẹp nó dày hơn một tí xíu uhm. <laughs> Comment thôi em hiện nó sẽ là C1 và để lại số điện thoại Áo này thì uh, giá trên thị trường vẫn đang bán là 280, 290 là bao gồm một quần một áo Còn nhà em hiện thì uh, con này em hiện đã bán khá là nhiều Nói chung là em hiện cũng lãi nhiều con này rồi nên là em hiện đang sale còn 140.000 không về hàng nữa. <laughs> có nghĩa là em hiện bán tương tác với các chị thôi chứ không phải là lãi gì nữa con quần này con con áo này nữa nhá. Em sale còn 140k cho một áo 34 36 và 38. Tóc chị dùng gì mà khỏe thế à <laughs> Ờ chắc có thể là do cái cái cơ thể của em cái collagen nó vẫn đang còn nhiều nên nó vẫn đang tốt nên là nên là tóc và móng em nó tốt các bác. Chứ còn rất là nhiều chị cái collagen nên nếu mà thấy thì các chị nên bổ sung collagen, bổ sung vitamin E vitamin C cho cơ thể mình ấy chứ không phải là do dùng gì đâu dùng gì nó chỉ là một phần thôi cái cơ thể của mình nó không có đủ chất collagen thì móng của mình và 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 tay của cái là móng của mình và tóc của mình không tốt em uh, khoe các bác trộm vía là móng tay em là móng tay thật nhá một trăm phần trăm là móng tay thật và rất là dài này em chưa bao giờ bị gãy móng tay luôn đó, các chị đây này tất cả đều là móng thật hết nhưng mà mọi người không tin mọi người cứ nghĩ là móng giả nhưng mà thật hết thế là kiểu như là mình bổ sung collagen tốt rồi bán hàng này đừng để em muôn chuyện đấy nha Xem <laughs> một và để lại số điện thoại cho em nhìn Áo này rất là đẹp luôn, có 140k một áo thôi Đang sale siêu rẻ luôn và áo này em bán hết hàng sẽ không về hàng nữa Em có màu đen là một màu cam là hai màu nâu là 3 à, Màu này là màu kem là 4 và màu em đang mặc là màu rêu 140k cho một áo, 34, 36 và 38 cho em nhìn Xem 1 và để lại số điện thoại 140k Đẹp Em đảm bảo luôn là mà con này không bị bửa áo đâu các chị mặc cái quả này nó không bị không bị bừa tí xíu nào cả. Nó rất là ôm ngực luôn, ren rất là mềm các bác nhá. C1 và để lại số điện thoại cho em 140k. V1 à uh, V1 à uh, V1 em nhìn hết hàng con áo này của em thì là C1 nhá bác nhá. C1 140k em thì giơ lại bằng màu một lần nữa này. Màu này của em nó sẽ là màu kem sáng này. Em có màu này nó sẽ là màu nâu này, Màu đỏ cam giúp em hiền này Màu đen này và màu này của em nó sẽ là màu rêu 140k cho một áo 34, 36 và 38 giúp em hiền Ok chưa ạ? C1 và để lại số lại Quả này rất là ôm, các chị ngực bé mặc hoàn toàn đẹp Hoặc là các chị có thể lấy sang cái con V6 Nếu như bác nào mà ngực bé Các mọi người nên mua tầm 3 phân, 4 phân Hoặc mua con này hoặc là con V6 là siêu đẹp luôn á hai con này đảm bảo luôn là Ôm ngực và có khe ngực con C1 à, con, con V6 ấy, nó dày hơn một tí xíu Hầu như khách nào nhà em cũng là là cũng mặc con đấy đều rất là nâng luôn Em ơi chị là khách Dạ vâng ạ Dạ vâng ạ chị Mai em đây uh, có, vấn đề gì ạ chị Comment hãy em là C1 và để lại số điện thoại cho em hiền nhá 140k thôi 140k trong một áo Giá này là giá sale cực kỳ tốt nha Em đảm bảo luôn là đúng cái hàng loại một nha Em hiện đang bán là bác nào đi mua đâu được Con này bốn Gọi là dưới Gọi là dưới 200 nghìn quay ở đây Em hoàn hoàn tiền các bác luôn Tặng các bác luôn con áo luôn á Lên V6 xem được không Dạ được chứ Bác thích em sẽ lên ngay này <laughs> C1 và để lại số điện thoại z 140k thôi 140k thôi xin ơi là xin Ok, em hiện qua mã nhá Em lên lại con V6 các chị ngắm nhá Con V6 rất là đẹp luôn các chị Con V6 đợt này gọi là em năm nay ấy, Em nhập hàng nó bị cao hơn nhưng mà em vẫn để các chị giá tốt ơi là tốt luôn á Đây lên con V6 V6 mặc ôm ngực lắm Em đảm bảo luôn Không ôm em cho trả lại tiền Nhân viên nhé nó toàn tư vấn khách V6 thôi Thì nó bảo là chúng nó đã mặc rồi Ôm lắm tại vì con V6 này Mặc lên nó rất là nhẹ luôn con này đắt hơn một tí xíu Có gọng xốp hỏi mấy lần mà không trả lời Có chị, áo đẹp của em là gọng dẻo chị Hoàng Yến nhá Mấy cái con C1V6 này Cái gọng nó sẽ như thế này, nó là gọng dẻo Mặc lên nó không bị đau đâu các chị Các chị cứ mua áo cho em mút nó thật là mềm Tầm 3 phân, 4 phân thôi Nhất là mặc vừa nhẹ này Nó mềm, nó mát này, chốt xong gửi một lần cho chị nha Dạ vâng, chị Lương ơi một lát nữa sau khi kết thúc livestream em check đơn cho chị luôn nhé Nên là chị để ý chị để tin nhắn một lát em check luôn cho Chứ ngày mai nhân viên nhà em check đơn chắc phải đến hai 3 ngày sau các bạn mới check đơn cho mình được các bác cần gấp thì mình lát em trách luôn cho Màu rêu đẹp nhất, màu rêu xinh nhỉ à? Không bé lắm mặc được chứ Được chứ chị 105 mặc size 38 là xinh Còn nếu mà chật quá em hiện tặng móc nối Là đẹp Có chị Thu Thu em có nhìn thấy chị nhá Dạ vâng ok Ờ oh, sao không ai gọi điện là chị Mai Chị Mai Ti ơi Chắc là chắc chắn là bên em có gọi điện nhưng mà chắc là mình bận mình không có nghe máy thì ngày mai nhá, ngày mai em có chụp lại rồi, ngày mai em bảo các bạn sẽ gọi lại một lần nữa. Hôm nay các bạn đi có gọi đấy. Ngày mai nhá các bạn nhá. Ngày mai các bạn sẽ gọi lại cho mình nhá. hãy em nhìn là mã V6 và để lại số điện thoại cho Đây ạ. Ừ. Cái áo này của em hiện đa số thì là nếu mà cái gọng dẻo dẻo thì đa số là đệm dày dày thì em thì sẽ bán là gọng dẻo nhiều hơn. Em ơi em múc chị nha dạ vâng ok chị nhá Đây con này cũng rất là đẹp này Con này thì nó có cái độ Đẩy ngực nhiều hơn con C1 một tí xíu Nhưng mà con này em cảm thấy mặc lên nó rất là nhẹ nhá Bởi vì là em rất là thích những cái mặt áo đằng sau Nó là vải trơn hoặc là nó sẽ làm bằng vải đúc thì mặc những cái bản này thì lưng của mình nó nhẹ hơn và cái độ cái độ kéo áo của nó, nó không bị khó chịu bằng ren nhiều thì cái này em cũng rất là tâm đắc cái mã này luôn và em đảm bảo luôn là bác nào ngực bé đến cỡ nào thì mặc con này cũng khá là ôm ngực đảm bảo luôn là ngực sẽ ôm có thể là mặc nó không đẩy ngực được nhiều ví dụ như mà ai mà ngực chỉ có hai con ốc vít thôi thì có thể là nó không lên được khe nhưng mà nó sẽ có độ ôm ngực ấy cả nhà nó không bị bửa ra nó không phải lấy kiểu áo một kiểu mà đi ra thịt mình một kiểu đó thì em rất là tâm đắc cái mã này luôn mặc dù là con này năm nay em về nhập về nó bị cao hơn rất là nhiều so với giá của năm ngoái là nó tranh lên đến 40.000 Và mà các bác biết là đối với bản thân một người bán hàng lẻ như em 40.000 nghìn nó là cả một cái vấn đề luôn á nhưng mà em vẫn để các chị nó giá rất 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 là tốt thôi 155.000 năm mươi cho một áo nó là em lãi đúng Còn đúng 10.000 đồng con áo này Em không nói điêu Em đang phải đặt cái số lượng nó rất là nhiều Nhưng vì là cái số lượng em đặt hàng nó chưa có về được Em phải lấy qua một mối nên nó bị đắt hơn rất là nhiều Em vẫn phải chấp nhận em lấy áo này về em bán các chị đó Tại bán áo này lại có 10.000 nha Nhưng vẫn cảm thấy vui nha V6 và để lại số điện thoại cho em hiền ạ 155k cho một áo Màu này cũng là, sẽ là màu xanh rêu là một này Màu tím là hai này Màu đen là ba này Màu này là màu cam là 4 và cái màu em hiện đang mặc là màu hồng nhé cả nhà nhá. Đẩy ngực nâng ngực nhiều và có 155.000 trong một áo thôi, 34, 36 và 38. Mã là V9 và để lại uh, V6 và để lại số điện thoại cho em. Gọng dẻo và nâng đẩy các chị mặc cho em những gọng này sẽ không bao giờ bị đau. Thứ nhất là không đau không mềm và nó rất là ôm ngực, ngực cỡ nào trong nước cũng đảm bảo luôn rất là ôm. Bác nào mua con áo này nhà em mà kêu là về bị bửa thì không còn con áo đẹp hơn đâu các chị. Không còn đâu. <laughs> có 155.000 à. Comment thì em là V6 và để lại số hạ cam là một này. Màu này là màu đen nha. Màu rêu, màu này sẽ là màu tím này, màu này sẽ là hồng này, hai con khác nhau, hai màu khác nhau. 155 000 34 36 và 38 dây miền V6 và để lại số hạ. Siêu nâng đó. Rồi các chị muốn lên quần lót đúng không? Em tá tạm các chị một vài mã quần lót nhá. Quần lót đợt này em còn ít hàng lắm. À, còn hơi ít nhá. Đợt này quần lót không có siêu phẩm gì mấy nhiều. Còn à? Con này Con này còn có Một set cuối cùng Con Q3 Còn một set cuối cùng Ai vớt nốt hộ em 200.000 cho 5 quần Q3 và để lại số lại Còn đúng một set cuối cùng thôi Gen cạp cao Q10 chị ba quần dạ vâng ok Q10 cũng còn 3 set cuối cùng là hết hàng luôn Cái này comment hỏi em thì nó sẽ là mã Q3 và để lại số điện thoại cho Quần này có size các chị từ 45 cân đến 65 cân là các chị mặc vừa. Em sale các chị con quần này còn có giá là 200 000 cho 4 quần. À, em xin lỗi 200 000 cho 5 quần. Q3 và để lại số điện thoại cho em. Đây các chị ơi, Q3 và để lại số điện thoại quần này nó rất là đẹp này. Có loại như này mà mỏng em hiền có chị đợi em một tí xíu nhá. Chị thích có gọng không ạ? Em nhiều loại như này mỏng lắm. Mã này comment này em là Q3 và để lại số điện thoại cho em 200 000 cho 5 quần, quần ren. Ren nhưng mà ren của em nó rất là dai và siêu mềm luôn. Mát lắm các chị ạ à, mà con quần này cực kỳ thoáng luôn Còn đúng một set cuối cùng là hết sạch hàng luôn Là hết hàng các bác nha Rồi mã quần tiếp theo này Con này comment này em là Q36 Em sale con này có các chị là đang bán là 49.000 Em sale 35.000 luôn Q36 và để lại số điện thoại 175.000 năm quần 175.000 năm quần Các chị nhìn hộ em gen này Đó gen nó rất là mềm luôn các chị Gen mềm lắm lớp lót của nó này Con này comment bên này em là Q36 175.000 năm quần Gen Mấy con này đều là gen hàng hàng cao cấp nha các bác nhá Q36 và để lại số điện thoại game 175.000 năm quần Giá của nó chỉ có 175.000 năm quần thôi Bao mềm, bao rẻ, bao đẹp các chị ơi Comment này em là Q36 à, Có có loại đệm giày nhưng mà loại không khoét sâu à? Loại đệm giày không khoét sâu là như nào nhỉ Chỉ muốn nó độn giày nhưng mà nó kín kín ở trên hả à? Tiếp theo này Ô, Con này sao lại còn một set cuối cùng ở đây này con Q66 còn một set cuối cùng này 175.000 năm quần này Một set cuối cùng ở đây này Rất là xinh luôn Q66 và để lại số điện thoại này Còn một set cuối cùng duy nhất Dưới 5657 cân các chị mặc vừa cho em Siêu đẹp luôn Tiếp theo Em này comment hãy em mình là Q11 và để lại số điện thoại cho em Quần này đang bán là 175.000 năm quần Em có size ML là 40 cân đến 60 cân thôi Còn size như thế thôi đó, em chỉ còn size như thế này thôi Còn size M và size L hết XL rồi Dưới 60 cân các chị mặc vừa Em sale các chị con quần này với giá là 139.000 Hôm nay em nhận được Q3 rồi Chất thích lắm, chất đẹp này chị nhờ Mỗi tội là em mặc hơi rộng, em mặc rộng là em lấy ngay con Q3 em mặc luôn Em rất là thích kiểu Cái, cái loại gen như thế Cái này comment này em hiểu nó sẽ là Mã Q11 nhá Quần này là gen cặp thấp này, rất là xinh luôn Em sale các chị con quần này còn 139.000 Cho năm quần, tính ra nó chưa đến 30.000 một cái đâu các chị nó chỉ có tầm 28 000 cái quần thôi. Nhưng mà ren đẹp lắm. Q3 uh, Q10 uh, Q11 phải để lại số điện thoại cho em. Lớp lót cốt tông siêu đẹp. Q11 Q11. Tiếp theo này, muốn mềm mát này. Xem mặc như uh, uh, cái gì cái gì này. <laughs> Q11 và để lại số điện thoại cho em. À đây, em có một cái loại này gọi là loại uh, dáng nửa mông rất là đẹp. Nhưng mà nó chỉ còn có vài màu thôi Em đang bán là 65 nghìn một quần Em sẽ đi đơn từ hai quần Cái này comment hỏi em hiện nó sẽ là mã 65 nghìn một quần nhé Quần này comment là q năm Q cho em dáng nửa mông Quần này kiểu mặc siêu nhẹ Loại này là hàng đắt 65 nghìn một em Em còn một cái con này nó cũng rất là đẹp này để em Các chị đợi em xíu Em còn có vài con em định để là em mặc Nhưng mà vì là đợt này đang bị hết quần này Em sẽ chia sẻ cho các chị đợi em một chút chị em chỉ sẽ chia sẻ với chị con quần này đâu rồi nhỉ đây rồi không thấy em em có để ở đây 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 <laughs> em định gọi là gọi là em định ỉm đấy để, để em lại mặc nốt đó các chị <laughs> con quần này nó không có về hàng nữa <laughs> nhưng mà nghĩ thế nào thôi em lại lôi ra em chia sẻ cho các chị gọi là mỗi chị một hai cái thôi nhá nó không có nhiều lắm đâu À dạ vâng ok, đây em chỉ còn có mấy cái này thôi. Em chỉ còn có bấy nhiêu ở đây thôi. Không biết là được uh, được bao nhiêu. Cái này con này em thì nó sẽ làm mã. Ồ ừ, sao ta? Xem nào. 2 4 6 8 10 12 14 16 18 cái, còn có 18 cái thôi. Em sẽ bóc ra hai cái. Em sẽ lấy lên hai cái em mặc tạm trước bởi vì cái đợi hàng cái đội cái hàng này đợi về nó rất là lâu nên là còn khoảng 16 cái rất nhiều cho các chị đây là mỗi chị lấy hai cái nhá là được 8 khách chốt nhá mỗi bác lấy hai cái nhá các bác lấy màu gì cũng được nhá còn nào thì chốt cái đó cho em quần này thì giá nó hơi cao nhưng mà nó đẹp các chị em không biết tả các chị nó là chất gì nhưng em rất là mê cái chất này siêu đẹp luôn chị nào à, à, hỏi sao hỏi không được sao chốt em ơi chị thu thu chị hỏi cái chị hỏi cái gì ạ à? em em có trả lời rồi mà chị thu thu em có trả lời chị mà à có gen cho mông to không em hiện tại là gen mông to hiện tại em hiện đang hết hàng cho còn trước khi nãy chị hỏi em hiện có trả lời mà có phải là không không trả lời đâu cái này nên comment của em thì nó sẽ là mã Q15 nhá Quần này em thì đang bán là 80.000 một quần Thật ra giá cũ của nó là 100.000 một quần các chị Hàng này nó hơi đắt một tí xíu em sẽ em sẽ để các chị với giá là 80 000 nghìn Quy 15 và để lại số điện thoại, em sẽ đi đơn từ hai quần là 8.000 một quần là 160.000 cho hai quần. Đó, chất nó rất là đẹp. Em để lại em mặc cũng em đã có 10 còn mười mấy cái là em định để lại em mặc rồi đấy, nhưng mà tại vì do hôm nay là mọi người hỏi quần nhiều quá mà không còn quần em thì mới bỏ cái con quần này. em định giữ lại để em mặc thôi. <laughs> chất này thì siêu đẹp luôn. Đó, mặc nó mềm đó các chị uh, mặc váy body thì các chị mặc cho em những cái loại này thì nó sẽ không bị lộ này. Như em là em cũng rất là thích hay mặc cái loại này. Tầm 55 cân trở xuống là các chị mặc vừa cho em hiền. Mã đây là quy 15 Các chị có thể lấy hết màu dạng được Lấy hết màu đen được hay là một đen một dạng cũng được Cái này là bán còn cái nào em nhường với các chị thôi Còn không thì em để lại em mặc hết à Quy 15 và để lại số điện thoại cho em Quần giày em hiện đang mặc không bán nha các bác nhá 160.000 nói chung là 80.000 một cái đó 80.000 Em còn có 16 cái thôi em, em định là em giữ lại em mặc hết rồi đó Quy 15 và để lại số điện thoại cho em Ok chị <laughs> Nà, Em giữ lại cho các chị thôi chứ còn không thì em bỏ riêng ra rồi em đã bỏ riêng ra em để, em để lên cầu thang để em mang lên nhà rồi em mang lên nhà để em, em 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 mặc rồi chất này rất là đẹp luôn mặc nó không bị lộ viền mềm mát nó cũng không có đường may nó dạng như kiểu như là quần không đường may đó kiểu, kiểu dạng như vậy nó là đúc nhưng mà cao cấp hơn của đúc <laughs> chất gọi là chất đúc loại một đấy chứ không phải loại hai loại ba gì đó thôi ok ạ q mười lăm em nhìn nhá cái này là em nhường cho các bác thôi còn đúng 16 cái 18 cái nhé em vẫn phải giữ lại hai cái em sẽ để các bác À, Ngọc Ngọc Nguyễn Ngọc Nguyễn hỏi gì đó nhở Ngọc Nguyễn hỏi gì đó Ngọc Nguyễn comment lại cho em được không À áo em đang mặc đệm mấy phân Ngực siêu bé mặc được không À chị Ngọc Nguyễn ơi con này là đệm 4 phân nhá Mã này của nó là V6 này 155k cho một áo 155 nghìn thôi con này là sẽ là có gọng dẻo và em đảm bảo với chị luôn em bảo hành luôn là con áo này các chị mặc nó sẽ không bao giờ bị bửa luôn chị không bị bửa đâu không bị bửa một tí xíu nào nó siêu ôm ngực luôn 155.000 nghìn Em có rất là nhiều màu em dơ lại màu chị nhá để cho chị, chị chốt lại nhá. V6 và để lại số điện thoại. Đảm bảo luôn là ai mà con này cũng sẽ có khanh không Ui không nhiều như thế đâu bác ơi. <laughs> em có màu tím là một này. Em có màu màu xanh là hai này. Màu đen là ba này, màu đỏ là 4 này và màu hồng là 5 này. 155 000 mã của nó là V6 và để lại số điện thoại cho em. Ờ, uh, chị ơi tư vấn cho em con V19 thích quá mà ngực siêu bé liệu mặc được không được không? không tư vấn, không mặc được, mình lấy sang con khác đi. Nói thế cho nó nhanh. <laughs> không mặc được, ngực quá bé là không nên lấy. Đừng có cố quá chị đẹp, cố quá về mình mặc nó không đẹp. Mình mặc về về mặc nó không đẹp thì nó cũng nó cũng bỏ đi cũng phí mà là đồ trả lại mất thời gian của khách hàng. Mất thời gian của khách hàng chị, cái đấy chị mặc không hợp đâu, ngực quá bé thì không nên lấy. Chị lấy sang cho em những cái quả như thế này này, là xinh này. Cần gì phải lấy con V19 Đúng là con V19 đó là siêu phẩm nhưng mà nó cũng sẽ hơi hơi kén Một tí xíu quá bé mặc lên nó không đẹp đâu Ok ạ, à, quần đúc nãy là 80.000 một quần chị 80.000 một quần nhá Còn nếu như các bác thích gen thì các bác có thể lấy sang Cái con Em còn một cái loại quần này nữa này, nó là quần cốt tông Cái loại này thì nó không có sexy đâu Nhưng mà nó rất là mềm này. Bác nào có ý định là mua cho mẹ hay là mình mua mặc Ở nhà theo kiểu như là Thích vì chất vải nó đẹp thích vì nó kiểu như là vải nó đẹp ý, mịn ý Mình mặc kiểu như là cảm giác nó nhẹ ơi là nhẹ thì các chị có thể tham khảo sang loại này Cái này thì comment này em là Q29 Quần này em Hiền đang sale gọi là em Hiền gọi là Em Hiền sale lỗ luôn Gọi là cái quần này nó không biết là nó về nhà em thì nó bước vào chân trái bước vào chân phải của nhà em nhưng mà Em bán bị lỗ <laughs> Lâu lâu trong một cái lô hàng của mình nó sẽ lòi ra một con quần mình nghĩ rằng con quần này về là đắt khách Đắt như tôm tươi, gọi là khách tranh nhau tranh nhau lấy Nhưng cuối cùng về nó ế chồng bó ra các chị không ai mua <laughs> nên em quyết định em sale lỗ con quần này cho em đảm bảo lỗ con quần này chất vải không hề xấu chất cốt tông mềm nó không phải là dòng sexy ôm bụng ôm mông nha sale 140 trăm bốn năm quần gọi là tính có hai mươi tám hai một cái thôi nên là em nhờ các chị giải cứu em Quy ba em hết hàng rồi bi khánh ơi em sale các chị con quần này còn có 140 trăm bốn năm quần Ôi sổ xuống nước xuống cái các chị năn nỉ các chị <laughs> Comment hỏi em nhìn là Q29 phải lại số hạ thoại em Dưới 65 con các chị mặc vừa Rất đẹp Nhưng mà nó kiểu nó không có Nó cứ nhỡ, nhỡ nhàng các chị Nên là <laughs> mọi người là một là các chị thích cái gu trưởng thành là trưởng thành hẳn Hai là cái này nó cứ nhỡ nhàng cái Cái màu nó trẻ trung nhưng mà cái form của nó Cái dáng của nó thì kiểu hơi 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 trứng tuổi một tí xíu Mình thích mềm mát thì mình chốt được Mình mặc được cho em thôi <laughs> Các bác giải cứu em hiền nhá Q9 cho em Q29 cho em hiền ạ à, 140.000 Em đảm bảo luôn không mua được con quần nó có giá hai mấy nghìn mà chất đẹp này đâu Chẳng qua là màu nó kiểu nó cứ hơi trẻ trâu một tí xíu gọi là hơi sáng sáng kiểu hơi hơi trẻ con tí xíu thôi Chứ đẹp mà chất vải đẹp mà rất xịn lắm Có khi các chị giặt cái chất này giặt 5 tháng nó không hề rách luôn á Không hề mòn vải luôn á <laughs> Quần này em hiện đang mặc không bán ạ. Coi bên này em là Q29 nha Áo đang mặc là đệm dày 4 phân và nâng đẩy nhiều Dành cho các chị gọi là ngực bé lấy Rất là xinh nha Áo cái là áo cổ V thì em hiện có này Nhưng mà bây giờ thuộc dạng là sao ta Nó đang không có còn sai Nó chỉ còn mỗi 34 thì phải Ôi từ nãy giờ mọi người hỏi lấy áo này Hỏi quá trời hỏi luôn Thôi lại mặc vậy Mặc nhưng mà nó hết sai nè Áo đang mặc bao nhiêu một có trăm 155 nghìn thôi bác ơi Mã là V6 nhá Em nhìn qua mã V6 và để lại số điện thoại giúp em Dạ mã V6 nhá người đẹp ơi Quần ghen à Quần ghen người đẹp để em một tí xíu nhá Đây Xinh chưa xinh chưa <laughs> Con này là khoét ngực nha Cái dòng này hiện tại là do em hiện gọi là còn có vài con size 34 thôi 36 đi không biết là có lắc đắc lắc đắc Còn sót con nào không 38 là hết sạch rồi này Comment thì em mình là C22 Và để lại số điện thoại giúp em Quá nào ôm ngực dành cho phụ, phụ, nữ sau Sau đẻ không à Chỗ nói chung là sau sinh em bé xong hay bây giờ mà kiểu đang đang có em bé mà lấy chồng rồi thì ai người cũng bé thôi thì người đẹp chọn cho em những cái áo mà bốn phân như thế này này. Nó nâng đẩy mà rất là mềm luôn, có 155 000 thôi, mặc xem những cái loại này. Mát giá thành thì vừa rẻ, mềm mịn, không phải chọn những cái áo mà là cầu kỳ làm gì cả. Mà, mà gọng cứng thì nó bị đau Nó bị khó chịu Cái này có bên này em thì là C22 Và để lại số điện thoại cho em 199k một áo Áo này ngực nhỏ mặc được không? Ngực nhỏ mặc được nhá Nhưng mà cái dòng này nó nâng đẩy theo kiểu như là Sexy ý Chứ nó không phải nâng đẩy quá nhiều nhá nó Tại vì cái quả áo nó bé mà Cái mút của nó chỉ tầm hai phân thôi Nó có nâng ngực được và nó có kiểu như là Nó nâng theo kiểu là để tạo khe ý chứ không phải nâng để nâng nâng cho ngực của mình nó ụ lên nó to lên đâu đó áo này mình có thể mặc được 8 kiểu và các chị có thể mặc được kiểu hai dây cái à, uh, kiểu nha kiểu khoét ngực này xong rồi mặc được kiểu hở lưng nữa nó có thêm một cái dây áo mình có thể mặc dáng hở lưng nhá cái này comment hệ em mình là c 22 em sale con áo này còn có giá là 199 k một áo em có màu kem và có màu đen do bây giờ là đang bị lẻ sai một tí xíu c 22 và lại số điện thoại cho em 199k các chị có thể xem cái mút bên trong của nó nhé nó không quá dày nên là mình cũng phải xác định là những cái dòng này nó không không dày lắm cái quả nó bé mà quả nó to quá mà dày thì nó sẽ bị bừa ra thôi chứ không phải cứ dày là ôm mực đâu các bác c mươi k một áo 34 36 và 38 để xong mực hơi to ý ạ à, muốn mua áo nó ôm mặc đệm vừa thôi à ôm mà đệm vừa ôm ôm mà đệm vừa thế thì thế thì mặc sang những cái con này nhá đây này, mặc xem con này này. Mặc xem con này này chị đẹp ơi. Con này ren xinh lắm. Rất là đẹp luôn S32 phẩm à, ta. S32 này. Mút nó mỏng thôi mà rất là xinh. Em quần gen nhà chị rộng quá. Có nghĩa là chị mua quần gen nhà em mà bị rộng hả chị? Chị mua quần gen nhà em bị rộng hay như thế nào ạ? Em đang mặc size 34. Các chị ơi, các chị đừng 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 có nhìn size áo của nhà em nhé Đừng có nhìn size áo của bạn mẫu là em nhé Tại vì là mỗi một người nó sẽ có một cái số đo vòng một khác nhau và mỗi một người có một cái khoang ngực khác nhau chứ không phải là em mặc 34 thì các chị mặc size bé hơn em hay là các chị như nào đâu ạ. Nên là các chị cứ cho em mình xin cái số đo vòng một em sẽ tư vấn size cho chuẩn nha các bác nhé Tiếp theo. à dây áo dài Chị, chị mập nhé chị muốn bản áo to hả Đây Con này đẹp quá trời đẹp này Comment hỏi em hiền nó sẽ là mã S32 à S32 và để lại số điện hạ cho cái mã này Gen đẹp quá chị Mẫu này là mẫu mới mà gen đẹp lắm S32 và để lại số điện hạ cho em Cực kỳ xinh luôn 290k trong một set Dòng này thì bác nào mà làm ngực hay là ngực to mà có ngực ngực chảy xệ xíu này mặc cũng rất là đẹp luôn. Con này nó rất là ôm form, kết quả nó đẹp. 290k thôi. Em còn màu trắng nữa. Màu trắng, màu đen và màu hồng 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 da như thế này này. Ngực to mặc xinh, nó có cái độ ôm độ nâng vừa phải thôi, mút mỏng, che đi được bầu ngực của mình. Em đảm bảo luôn là em rất là thích cái mã này. Bác nào mà có ngực một tí xíu mọi người có thể mặc quay được nhá. Có áo nào bàn nhỏ nữa không ạ Mà bàn nhỏ chị muốn mua áo bàn nhỏ đúng không ạ? bàn nhỏ mà ngực to hay ngực bé phía sau có ren không có ren nhưng mà ren mềm lắm chị cái ren này nó rất là mềm nhất ren này không hề ngứa một tí xíu nào cả comment thì em hiện nó sẽ là mã s s ba mươi hai s ba hai và để lại số điện thoại cho em hai trăm chín mươi k cho một set ba tư ba sáu và ba mươi tám em em đang có ba màu các chị nhé màu trắng màu này là màu hồng kem và em có màu đen em mua quần gen này chị bị rộng thế chị nhắn tin để em đổi cho chọn không đúng sai nó bị rộng nè tin đổi nè con bên này em là S32 cái này không có màu đỏ chị nếu mà chị muốn màu đỏ chị lấy sang cái mẫu này em có một con này nó giống như con này S32 này nó có màu đỏ rất là xinh này hai con này nó nà nà giống nhau còn miếng rắn ngực em có miếng che đầu ngực như thôi ạ bra hiện tại em hiện đang hết hàng rồi các chị ơi cái này em chẳng còn cái bra nào để bán cả Em ơi con trai vào sân si che che ngực người ta chứ Ngực của người yêu các ông Ngực của vợ các ông đã đẹp bằng tôi chưa Mà các ông vào che ngực của tôi Con trai mà sân si thế <laughs> Em có áo tàng hình mặc hở lưng không Dạ hiện tại em không có mà đấy rồi người đẹp ơi Không có rồi ạ Áo tàng hình mặc hở lưng à Thế thì chỉ là miếng dán ngực thôi mà đúng không Chỉ là miếng dán ngực thôi mà đúng không À, lên mấy mẫu kiểu dành cho ngực siêu nhỏ Đợi em một tí xíu nhá Có quần nâng mông không Hiện tại em hiền hết hàng rồi các chị ạ à. Đợt này mọi người hỏi quần quá là nhiều Mà em thì không có đủ quần để đáp ứng cho các chị đó Tiếc dã man luôn <laughs> Rồi cái này comment hỏi em hiền Nó sẽ là mã Mã này comment hỏi em hiền Nó sẽ là mã S24 nhá Chị nào vừa hỏi màu đỏ Con này với cả con con S32 nào giống nhau các chị Rất là xinh luôn đây, em Hiền có màu hồng là một này có màu trắng là 2 này Có màu tím là 3 này Và có màu đỏ là 4 Cũng 290 nghìn Bao gồm cả quần và gáo Thực ra ấy, người ta gọi là sẽ có những người như này như kia Thì uh, nói chung là ai cũng mong muốn mình hoàn hảo cả thôi Nhưng mà những cái con người vào sân si và chê người khác thì chứng tỏ là mình Gọi là thực sự là người ta gọi lành ganh tị với mình nên người ta mới chê thôi Thế chả ai mà đi chê cả Ai cũng sẽ có khuyết điểm, mà ai cũng sẽ có điểm tốt điểm Tại sao mà không có thể nhìn vào cái tích cực của người ta và không động viên người ta thôi cuộc sống mà không động viên người ta thôi năm nay dịch covid đã làm ăn đã khó khăn rồi không động viên thì mà đi lên để đợt đầu này cứ đi sân si người ta đặc biệt là con trai nữa chứ cứ vào chê người ta rất gì đã được tốt đẹp hơn người ta cứ vào chê buồn cười thế giống như thế là không bao giờ mà khá lên được đâu không bao giờ giàu được đâu ông trời ơi, không bao giờ độ cho những người mà cứ sức này sân si chê cái này chê cái kia đâu <laughs> mình thấy người ta đẹp như thế hay là mình thấy người ta như thế này như kia hay vì là động viên người ta lên hoặc là <laughs> động viên người ta hoặc là kiểu như là mình phải mình 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 phải nhìn như thế mà mình, mình lấy gương mà noi mình phải bằng được như người ta đấy chứ chắc gì bằng người ta đâu cứ vào chê những cái loại con người như thế là không bao giờ khá lên được nhá không bao giờ giàu lên được đâu nhá <laughs> nói cho mà biết đi muốn giàu thì đừng có sân si đừng có chê người khác <laughs> comment hãy hiện là s 24 và để lại số điện thoại cho em em có màu hồng là một em có màu trắng là hai <laughs> Em có màu tím là 3 và màu này là màu đỏ là 4 ạ. 200 <laughs> 290k cho một set 34 36 và 38. Các chị đúng không? Các chị các chị thử nghiệm đi. Có bao giờ mà các chị để ý thấy một cái người nào khác mà hay sân si với mình mà kiểu như gặp ai cũng chê. Mà ra mình mình thực ra mình phải xem là mình ở cái cấp độ nào nữa. Mình phải xem mình đứng ở cái vị trí nào để mình hãy chê người khác. Đây á, mình chả có tí gì cả. Cứ đi chê người ta thôi xong rồi cứ gọi là ui rồi mình mỗi lần nói người khác này là kia kia là 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 nói bất kỳ ai một cái là xong rồi mình cứ gọi là ui rồi con này thế kia con này thế kia rồi thằng này thế này thằng kia thế kia thì là đảm bảo là những cái loại đấy không ra gì không bao giờ giàu được đâu các chị ạ không bao giờ giàu được đâu ok Comment s hai và để lại số điện thoại giúp em nói đúng rồi em còn nói sai đâu nó đúng quá gì nữa uh, có bán áo không cái gì? Có bà áo không mà không có quần hả? Uhm, à em, đây em bị lên áo quay xin lỗi các chị nhé, bây giờ mình lên được áo quay Chị muốn hỏi áo lẻ không mà không quần là đệm dày hay đệm mỏng nhỉ? Chị, chị muốn hỏi đệm dày hay đệm mỏng nhỉ? Đây, em có một con áo quay nhá Áo quay nhá, áo quay dành cho các chị ngực bé nhá Em ở Hà Nội nha các bác nha S24 đẹp lắm các chị Nhưng mà bác nào mà ngực to hay là có ngực mà Mọi người sẽ mặc được này Đó đợi em một tí xíu, mút mỏng à chị áo áo lẻ không mà mút mỏng đúng không chị? đợi em nhá, đợi em nhá, ngực nhỏ đây ngực nhỏ người đẹp có thể mặc mẫu này này, à miếng dán ngực đúng không chị? miếng dán ngực thì hiện tại em chỉ có cái miếng này che đầu ngực thôi, có áo nào để ngực không áo bra? À áo bora mà gen để ngực áo á chị áo bora đợt này em thì không có còn hàng các bác áo bora thì toàn những cái mẫu mỏng mỏng thôi nó không có mẫu nào đệm dày đâu ạ em nhận được áo bên chị rồi đẹp và mềm lắm thank kêu chị nhá cái này <laughs> em hiện chỉ có cái miếng dán này thôi các bác ơi hiện tại em chỉ có miếng dán che đầu ngực này thôi thì cái miếng này em hiện đang bán là 8.000 80 cho một hộp một hộp của nó sẽ là 5 đôi dùng được khá là lâu nha em hiện dùng một lần cũng phải dùng được bốn năm lần luôn các bác một một đôi dùng được bốn năm lần luôn mà nó vẫn rất là dính luôn cái miếng này thì siêu dính một hộp là năm đôi các bác nhá cái này là con bên này là hộp xanh em chỉ có dán đầu ngực này thôi mà dán mà kiểu như là mà dán cho vườn đông đẩy thì em thì là không có loại đó hỏi chỗ nào làm gì để để ông hỏi nhà tôi để làm cái gì để ông đến ông thả bom nhà tôi ạ à? hỏi làm cái gì Comment hệ em mình là C21 và để lại số điện thoại giúp em Đợt trước ý Là em livestream với cả nhà Là cũng nhiều anh lắm vào trêu lắm Người ta cũng có những cái lời lẽ khiến nhã Rồi có những cái người mà người ta kiểu người ta nói Nhưng không người ta cứ hay trêu đùa mình Hay là người ta cứ hỏi han các thứ như là em bơ luôn Em không bao giờ em trả lời <laughs> Nhưng đợt này em hay trả lời vì sao Bởi vì chồng em bảo là Thế tại sao mà người ta hỏi mình nhiều quá Mình không trả lời <laughs> Trả lời người ta đi chứ Chồng em động viên em trả lời các anh nên là may mắn các anh là đợt này em mới được các anh gọi là mới được em trả lời đấy nhá. Ngày xưa đố đố cậy ra thì em trả lời được mấy anh thôi. <laughs> may các anh chồng em bảo em trả lời em mới trả lời đấy. Chứ người ta vào xem comment, người ta xem like của mình, người ta tương tác cho mình mình phải trả lời người ta đi chứ. Mình phải mình phải tương tác với người ta đi chứ. Thế là may đấy. Các anh may mắn đấy. <laughs> Không có chồng em còn lâu em trả lời các anh. Dạ được nhé chị Minh Trang nhé ờ, nhưng mà mình sẽ chỉ em em sẽ chỉ hỗ trợ đổi trong vòng một ngày khi ở à, hai ngày hai ngày khi mà mình nhận được hàng thôi vậy nên là nếu như mà bác sản phẩm bác vẫn chưa mặc này hoặc là trong vòng 2 ngày thì bác có thể inbox em em đổi hàng cho bất kỳ một cái áo lót nào của nhà em khi mà mọi người mua hàng đó mà nó sẽ trong nó sẽ có tình trạng là bị rộng hay bị chật hay là các bác không ưng thì các bác có thể inbox để em hiền đổi hàng hoặc là mình gọi vào cái số xử lý đơn hàng để giải quyết đơn nhanh nhất cho em hiền nhé ok con này comment thì em hiện nó sẽ là mã hoặc là nếu như mà còn nếu như đơn hàng của bác mà quá hạn rồi mà không có đổi được thì bác có thể là in book cho em hoặc là sau bác mua hàng đó em hiền có cái miếng nối đây thì em sẽ tặng cái bác miếng nối như thế này thì lần sau bác để ý giúp em nhá vì em sợ là đơn hàng của mình rất lâu quá thì trong quá hạn thì sẽ không có không có đổi được nữa thì lần sau bác uh, mua hàng hay hôm nào bác có mua hàng nhà em thì bác uh, bác nhắc nhân viên là tặng em sẽ tặng bác một cái miếng nối như này bác dán vào bác nối vào thì mình mặc lên nó sẽ vừa thôi à. Ồ oh, rồi, ơi trước Tết làm sao mà đổ được đây Ok lần sau bác mua hàng đi hôm nay bác có mua hay hôm nào bác mà mua nhá Bà nhân viên là tặng cho chị một cái miếng nối Miếng nối em có màu da màu đen ấy. Mình nối thêm vào cho em Là nó sẽ rộng ra em đảm bảo thêm miếng nối này là đã vừa sinh rồi Nó không cần phải Không cần không 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 cần em thế, thế chị bỏ áo đi rồi à Sao chị không thấy inbox cho em Sao chị có im lặng thế <laughs> sao, 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 sao sao chị im lặng thế Phải inbox đổi hàng chứ Em ơi ngại quá Comment thì em mình là C21 và để lại để lại số điện thoại giúp em của ta. C21 và để lại số điện thoại cho em em áo này. Đó, áo này của em là một em áo mà có cái đệm dày của nó là đệm dày ba uh, 3 phân nhá. Áo này là không có áo gen mà không mút được em xíu này. Có kiểu rồi như S32 không? Kiểu rồi à? Kiểu rồi như con đấy thì em thì là không có nó phải đi theo cả set thôi người đẹp ạ. Con này là đệm dày của nó là 3 phân nhá và cái dòng này sẽ dành cho bác nào mà ngực bé, muốn nâng đẩy nhiều thì có bác mặc sang em áo này cho em. Em có 3 tông màu như em phải đang cầm ở đây. 199k một áo. Comment này em là C21, em đảm bảo luôn các chị ngực bé mà con áo này nó sẽ rất là nâng đẩy mà nó sẽ không bị tụt đâu các chị ạ. Siêu nâng đẩy luôn, C21 nhé, 199k, em phải đang có 3 màu. Uhm, thế hả? <laughs> Cho nên nói vậy là thông minh à? Ôi dồi ơi trả lời mệt lắm chị. <laughs> Bao nhiêu khách comment của trả tiếp được đây này. <laughs> tiếp những chị này thôi chứ các anh canh vào comment phiền lắm xong rồi mình các xong rồi các ông lại không biết các ông tưởng là mình lẳng lơ các ông chết rồi xài cái comment nhiệt tình xe <laughs> 21 và để lại số điện thoại cho em hiện mươi 199k một áo nhá ấy em hiện đang có 3 màu đây thì lên các chị một con gen mà nó không có tí mút này nè con này là dành cho các chị ngực bé mặc siêu nâng đẩy luôn á nào bây giờ lên cái con mà không có tí mút nào đúng không ạ nào không có tí mút em xem con nào xinh xinh nào ôi các chị ơi cái con V1 này Em chỉ có mỗi size 34 thôi Đẹp xuất sắc luôn Trời các chị ơi Đẹp lắm luôn Chị nào size 34 thì chốt nhanh cho em Cái con V1 này Xinh xỉu luôn các chị Đây em ơi, đẹp ba phân xuất sắc lắm ấy, nó vừa nâng đẩy và vừa sexy luôn. Em chỉ còn có vài bộ size 34 thôi là hết sạch hàng. C21 có chắc không em? Không chắc em cũng phải bảo là có chắc để bán được hàng chị. <laughs> đùa đấy, ngực bé mà lên chắc lắm mà cái đúng size cho em là nó rất là chắc à. Con này nó không tụt đâu ạ. À. Con này nâng đẩy đẹp cực kỳ luôn á. Comment hãy em thì nó sẽ là ngực chị bé lắm, chị mặc cái con C21 là chuẩn bài luôn. Comment thì em hiện là V1 và để lại số điện thoại cho em hiện này. Áo này sẽ dành cho những chị nào ngực bé nhá. Con này rất là cái là nó có gọng và đệm nó 3 phân. Đây là lần đầu tiên mà em về được một cái mã mà nó có cái dây sexy như thế này và dành cho các chị ngực bé và hầu như là các chị ngực bé đa số những mã đơn giản thôi nó không có nó không có sexy như thế này đâu. Con này đẹp xuất sắc luôn các bác. 290k trong một set. Em chỉ còn có 2 3 bộ một màu của size 34 thôi. Hình như là 36 với 38 đâu, không còn cái nào thì phải. Bên thì em thì là V1 và để lại số điện thoại với em Em có màu trắng có màu hồng và có màu đen Màu em đang mặc là màu xanh 290k trong một set 34, 36 và 38 Mã của em là V1 và để lại số điện thoại cho em Xinh lắm Ngực, uh, Vợ người anh bé tư vấn cho anh mẫu nào Đây anh tham khảo mẫu này Xinh này, vừa sexy này đó V1 và để lại số điện thoại cho em hiền ạ 290k trong một set nhé 34, 36 và, và 38 cho em hiền. Quả này vừa sexy mà vừa nâng đẩy nữa cơ Ngực bé mặc lên là chuẩn bài luôn Uh, có mẫu dành cho ngực bé mà đơn giản hơn thôi hả chị ngực bé mà đơn giản này em hiện đang có mã này đang sale đầu lại em hiện có lên con C9 này con C1 này con V8 này chị người đẹp có thể xem lại lại hoặc là inbox giúp em những con đấy còn nếu mà em hiện đang có con này em đang sale còn còn uh, 34, 36 và 38 Nhưng xin phép là đang không có chọn màu này Còn có ít thôi này Đây đợi em tí nha v một đẹp lắm các chị Đấy Cái này comment này em thì nó sẽ là mã C2 nhá Cái dáng này là đệm dày nó khá là nâng đẩy luôn Con này em thì đang bán là 229k Cái mã này thì em không có về hàng được nữa Thế nên là Em hiện đang sale với giá siêu tốt luôn à, Đang bị lẻ sai nhé Ví dụ như là 34 chỉ còn màu đen thôi 36 và 38 thì đang còn đủ màu Nhưng mà em xin phép là bây giờ con áo này em không chọn màu nữa Sale từ 229k sale còn 139k thôi Con này là đệm dày 5 phân và nâng đầy nhiều Có mẫu nào không đệm mà có gọng dành trong ngực to không? Em có, người đẹp để em xíu thôi Comment thì em hiện là mã C2 và để lại số điện thoại cho em Em dơ bảng màu cho các chị xem 34 thì chỉ còn mỗi màu đen thôi. Bác nào chốt 34 thì auto là chỉ có màu đen thì lấy thôi, không còn màu khác. Em sale rẻ luôn còn 139k, mẫu này không về hàng nữa. Cái dòng này là đệm dày 5 phân và nâng đẩy nhiều dành cho những chị nào ngực bé mút của nó là mút đệm hơi gọng dẻo nha các chị yêu nhá và bản áo to này bản áo này ghen lưng ghen mỡ nách rất là đẹp bản áo đúc vì mặc nó cực kỳ thoải mái luôn nói chung là con này mặc siêu nhẹ và lên cái dáng ngực siêu tròn có 139 k một áo thôi em hiện đang có những cái màu như này và xin phép là bây giờ bán rẻ quá xin phép là không có chọn màu ok chưa comment thì em là c 2 và để lại số điện thoại cho em 139 k cho một áo 34, 36 và 38 không chọn màu các bác nhé các bác đồng ý thì em thì lên đơn bác nào chọn màu thì vẫn được nhưng mà giá nó sẽ là một hai k một áo mà đây là C2 và để lại số điện thoại cho em 34 thì còn đúng màu đen thôi C2 ạ, à, 139k Quần chip thì người đẹp em hẹn cười đẹp Quần chip ở đợt sau nhé Đợt này là không có còn quần chip đâu bác ơi chả còn quần chip gì cả Chán lắm Không có còn cái gì để mà bán ấy các bác Nào lên nào. Đây, em có con áo này Em thì đang sale, bộ này đang sale này Ngực bé mà không mút á chị có thể tháo dây ra được. Ngực bé mà không có mút ấy hả, ngực bé mà không có mút mà tháo dây ra được thì mặc nó bị bủ à. Thì mặc nó sẽ bị bửa à chị. À, chị muốn áo ngực bé hả? Thế là sao? Quần gen để chị em xíu em thì lên nhé. Mút mỏng bản to khi này em có lên cái mã C5 và con V19 Một lát nữa sau khi kết thúc livestream người đẹp có thể xem lại like giúp em được không? Chốt đơn thật thì lát em tựa thì, thì lát nữa ngày mai nhân viên em các bạn sẽ gọi điện nha Nguyễn Văn Thành nha <laughs> Yên tâm đi cứ chốt đơn thì ngày mai sẽ có nhân viên gọi điện mà Cứ để lại số điện thoại này Mút mỏng thôi em mặc mút không quen này các bác nghĩ sao về em này con này thì nó chả có tí mút nào cả Nó hơi sexy xíu <laughs> Con này thì nó hơi nó là nó nó rất là sexy thôi Cái này comment thì em thì nó sẽ là S20 nhá Con này là 290k Em còn một ít Một ít thôi Cái mã này năm nay cũng không về nữa Em có cả màu xanh nữa rất là đẹp Màu xanh, màu đen và màu đỏ Nó không có tí mút nào cả Đó, em sale con này còn 220.000 Mã của nó là S20 Và để lại số điện thoại cho em rất là sexy luôn 290 sale còn 220 S20 cho em S20 và để lại số điện cho em Xinh ơi là xinh Đó Sale rẻ lắm nhá Còn có 220 000 một set thôi Không có một tí mút và nó sẽ là có gọn Nên Bác nào thích được cái độ sexy này thì mọi người có thể chốt này Đó Cho em xem lại Lại đi Cho kết thúc khuya quá Chỉ muốn xem lại cái gì nhở chị Phùng Phương Để em xem comment chị hỏi cái gì nào áo à, mút mỏng và bản to áo à, mút mỏng bản to em có thể giơ lên cho chị xem nhá em giơ lên cho chị xem được không ạ mút mỏng bản to đâu nhỉ khi này em có lên con V19 con đấy đẹp xỉu xỉu đau xỉu, xỉu đau luôn á đẹp lắm đây con V19 đây mút mỏng bản to ghen lưng ghen mỡ nách siêu đẹp luôn Đây con này mọi người hôm nay mọi người chốt con này rất rất là nhiều đây này Bản áo to ghen lưng ghen mỡ nách em có cả màu hồng nó rất là xinh Đó chính là em này Bản áo nó rất là to luôn V19 260k cho một set Gọi là 34, 36 và 38 đó Con này thì rất là đẹp này Thì người đẹp có thể tham khảo Đây để em mặc Em sẽ mặc cho chị xem nha xem xem quần game chốt luôn cho em mười cái. Ồ đợi em một tí xíu chị đẹp ơi Quần gen Quần gen thì hiện tại nhà em có hai mã thôi Cho em mặc nốt rồi con V19 này sao em sẽ lên quần gen cho các bác nha Đợi em Tại vì có mũi mình em mặc hơi lâu á Con này nãy nãy si sớn tháo cái dây ra bây giờ Cài lại dây nó hơi lâu tí Các bác buồn ngủ chưa Các chị đã buồn ngủ chưa em đợt này em thức khuya nhiều quá mặt em nó nổi đầy mụn lên đây này đây này con V19 này đẹp này áo mỏng dành cho học sinh đợt này em hết hào rồi người đẹp em toàn áo dành cho người trưởng thành thôi <laughs> con V19 này rất là đẹp con này các chị có thể mặc quay được con áo này em đảm bảo luôn để không bị bửa luôn áo này đầm hai phân rưỡi thôi ngực to ngực bé các chị đều mặc được nó rất là ôm ngực và cái quả này quả áo này nó khoe ngực nhiều nhá cái này comment này em hiện là V19 và để lại số điện thoại cho em V19 ạ, à, 260k cho một set Nó sẽ là bao gồm một quần và một áo Bản áo khá là to luôn, con này rất là ghen lưng, ghen mỡ nách luôn Đó. Con này các chị có thể mặc quay được nhá Đỉnh của chót luôn ạ, 260k bao gồm một quần và một áo Mã là V19, màu hồng này, màu trắng này và màu đen này 260k, một quần một áo, con này rất là đẹp Con này em đảm bảo các chị lo là mặc quay cũng được Áo này đẹp lắm, đúng rồi, áo này rất là đẹp. Hôm nay mọi người chốt đơn áo này nhiều lắm. Rất là chị vào muộn thôi chứ nãy mọi người chốt con áo này rất rất nhiều luôn. 34 36 và 38 giơ em. Đây. Em lên áo quay nhá, à lên quần gen nhá. Quần gen á, đợt này em chỉ có hai loại quần gen thôi. Nếu như các chị mặc váy body thì các chị lấy cái loại quần gen này này, chứ còn mặc quần lót gen bình thường thì hiện tại em hiện đang bị hết hàng. Em không có còn hàng. À em còn đây em còn bị hoàn về mất mấy con mà em không muốn lên lắm thì vì nó có ít quá em có cái loại quần ghen này cái này cái này mới gọi là quần ghen này thì cái loại này nó sẽ gọi là nó rất là ôm bụng luôn nó siêu siêu ôm bụng và siêu gọi là ghen bụng các bác quần này là cạp cao chất liệu của nó là chất liệu đúc và dáng của nó là dáng tam giác nên là nếu như bác nào có ý định là mặc váy body thì các chị có thể là mua cái set này giúp em à em bán theo cả set nhá em không bán lẻ Quần này em hiện đang bán là 119k em sale các chị con quần này giá của nó chỉ còn có giá là 95 000 một quần thôi. Lấy thì comment thì em mình là V19 và để lại số điện thoại. Em hiện đang mặc size 34. Số đo vào một của em thì có 80 thôi chứ ngực em không hề to đâu các bác. Comment này em là quần gen và để lại số điện thoại cho em. À, em xin lỗi là, Q7 và để lại số điện thoại. Em đang sale con quần này giá của nó chỉ còn có 95 000 thôi và em hiện có size. Các chị từ 40 cân cho đến 65 cân các chị mặc vừa có size là L, XL và XL mã là quần q 7 và để lại số thoại quần ghen tam giác này các bác nhá đó em thì có hai màu màu kem và màu đen còn em còn có là em em còn sót gọi là sót kho còn có vài chiếc này thôi này cái này chỉ còn có vài chiếc thôi này biết ở đây có còn không đây con quần này <laughs> bao đẹp luôn rất là xuất sắc cái này là em bị gọi là bị hoàn về cũng không có ý định bán đâu không có ý định lên like được cái con quần em áp ảnh lên cái là hết ngay một cái hai cái còn hoàn về toàn màu đen này màu hồng này màu xanh này còn có mấy cái thôi đại loại là còn có mấy cái thôi loại này nó rất là đẹp em lấy các chị một con màu xanh nhé một hai ba bốn năm sáu bảy cái này còn bảy cái hoàn này mất bảy cái cái này này cái này siêu đẹp luôn Loại này thì em chỉ cái này là bị hết hàng rất là lâu rồi, hết hàng từ từ Tết cơ. Cái này hàng hoàn về em định đợi hàng về số lượng nhiều em mới lên. Con này là quần lót gen, nó rất là gen luôn. Con này em thì đang bán là 100 uh, 120 uh, 125.000đ à. 125 000 cho hai quần hay là 129 000 hai quần ấy. Không nhớ giá nữa. Thì cái này comment nữa là Q55 và để lại số điện thoại cho em. Quần này là quần gen nhé. Quần gen này có đùi không? Em có loại đùi đợi em một tí xíu ạ. Cái này thì comment em là Q55. Q55 và để lại số điện thoại cho em. Hình như là 129.000 cho hai quần À 125.000 cho hai quần thì phải 125.000 cho hai quần Hay là 120 Quên giá mất rồi Đợi là cứ 120 hay 125 hay 129 gì đấy Nhưng em toán là 125.000 thôi Là em bán là còn 120 125.000 đi cho hai quần đấy, Em có màu đen, màu xanh và màu, màu đen, màu kem và màu Màu đen này Nói chung là cái màu xanh và màu kem thì còn một con thôi Cái này còn rất là ít Mã là Q55 cho em Dưới 65 cân là các chị bằng vừa còn sót vài con đấy thôi quy 55 và để lại số điện thoại cho em quần em áp ảnh để các chị đi vào ăn mua ảnh để xem quần siêu ghen luôn còn nếu mà để quần ghen dáng đùi thì em có loại này này cái loại này thì comment em là quần ghen này cái dáng này là dáng đùi nhất nó có nó có một cái bản đai thì khi nãy em có mặc rồi đó ok chị bảo long nhé quy 55 em còn đúng 7 cái thôi ví dụ bác lấy bốn cái thì còn còn ba cái <laughs> cho nốt cho ai là hết hàng cái này thì comment thì em hiện nó sẽ là mã quy quần gen và để lại số điện thoại quần này em mình đang sale còn có 99 000 thôi nó là dáng đùi thì các chị mặc áo giấu quần hay mặc váy xòe cho em mặc cái loại này kiểu như là quần váy đấy thì rất là hợp cũng có size màu đen và màu kem là hết đó là hết luôn đó các chị hết đó còn cái gì nữa đâu ạ vậy <laughs> dạ vâng ok chị có nghĩa là nếu mà chị lấy hết cái con quần q 55 đấy thì nó chỉ có đúng 7 cái nó không có hơn đâu mà nó trong đấy thì có 5 cái đen rồi 5 cái đen một cái kem một cái xanh thôi đẹp lắm chị Em em để bác 120 000 nhá. Vì em không nhớ xác. Em nhớ chính xác là 125 000 129 đi. Nhưng thôi em bán 120 000 vậy. Có lấy là tính ra 60 000 một cái. Quần gen và để lại số điện thoại cho em. Được chưa ạ? Chắc là bây giờ à? Mấy giờ rồi nhỉ? 12 giờ rồi. 12 giờ rồi. Em tắt like đây. <laughs> em tắt like đây. <laughs> Muộn lắm rồi À đây Nói chung là thôi thì Trước khi tắt like Đây em Em nửa muốn lên nửa không muốn lên em tiếc Cái này em có bị hoàn về đây này Hoàn về mấy hôm Hoàn về chắc phải chục hôm rồi nhưng mà Tại vì là mấy cái mẫu này là nó Không có còn hàng nữa và đang đợi hàng về Nên là nên là tiếc là không có lên ấy. Đây em sẽ lên các chị cái con này ở đây có chị nào nhớ con quần Q22 ở hôm qua và có người hỏi là hiền nơi còn quy 22 không? Không dám lên luôn. Đẹp dã man luôn, chất đúc siêu đẹp luôn. Sang xịn mịn lắm, em còn đúng 2 set là 6 quần thôi. Em sale luôn là 40 000 một quần. Mã này của nó sẽ là Quy 22 120 đâu, 120 000 cho 3 quần. Đẹp lắm các chị, dáng này dáng thể thao. Em cũng giữ quần này lại để em mà kiểu mặc đi biển đấy Em bóp đi một tí xíu để mặc đi biển Em còn hoàn về đúng 2 set hai set nói chung là nó chỉ có màu xanh màu đen và màu trắng thôi còn hoàn về đúng hai set đẹp xuất sắc luôn Đó. làm vòng vòng làm vòng một hết bao nhiêu tiền anh hỏi thật mà anh hỏi để làm gì anh anh hỏi để đưa vợ anh đi hay như thế nào cái này là Q22 nhá bác nào mà không không biết là bác nào nhớ cái set quần này của em thì thì có thể chốt <laughs> thì có thể chốt hoặc là em thì ngày mai sẽ áp áp ảnh lên nốt tại vì là nó còn có hai set bị hoàn về thôi là hết hàng quần này siêu đẹp luôn em đang đặt mấy nghìn quần về nó không có về được hàng từ từ tháng nay rồi mà không có về được hàng rồi các chị ơi em 12 giờ rồi em xin phép em các chị, xin phép các chị tắt like đây này thức muộn quá nó mọc một con mụn to là to may mà có là livestream mà có áp nữa không nó che được cái mụn không thì trông kinh muốn chết nên là thôi mình giữ gìn um, Long thể để ngày mai có sức khỏe tốt Để ngày ngày mai quay lại với các chị nhá Bây giờ cũng muộn rồi nên em xin phép các bác là em hình dừng like đây và hẹn các chị vào 9 giờ 30 tối ngày mai Trưa mai thì em nhìn có việc bận em hiện sẽ không lên like các chị được nên em sẽ hẹn các chị vào ngày mai nhé Áo em mình đang mặc là V19, 50 cân mặc quá đẹp luôn em còn có hai set cuối cùng đó Bác nào lấy comment note để em hiện tắt like đấy Em hẹn các bác vào 9 giờ 30 tối ngày mai, tóc lại bết rồi Tóc lại bết rồi Uhm. xin luôn xin luôn ok chưa rồi các bác ơi em đi ngủ đây em đi ngủ để có cái làn da đẹp đây ok chúc cả nhà ngủ ngon